kính chào quý vị trân trọng kính mời quý vị nghe tiếp tập 2 của ốc đảo bị bỏ quên hồi nhỏ y bua và khen chi rất mến nhau nhưng lớn lên khen chi lại phải lòng và lấy tên du kích y tròn rất đẹp trai lại thổi khen rất hay Vợ chồng họ đều tham dự trận đánh vào căn cứ Đắc Bét hồi năm 1970 và y rong từ trận. Khen Thi trốn vào mật khu bông hồng. Nay Khen Thi lại móc nối y blua. Tình cũ nghĩa xưa qua cái liếc mắt đưa tình của người đẹp và cái cấp trung úy đại đội trưởng mà tên y đoan đã hứa là những cái mồi có hiệu quả cao dẫn đưa y Bluer làm nội tuyến chứ cha y bị lính ngụy giết trong trận đắc tô khiến y ôm hận theo việt cộng để trả thù chỉ là thứ yếu còn tin vào chủ thuyết và giáo điều của cộng sản thì đối với một tên thượng dốt nát như y Bluer, chắc không bao giờ có đại úy tiểu đoàn trưởng đã đánh giá như vậy bao nhiêu những diễn biến của tình hình nội tuyến mà tình trạng máy sensor hết hiệu dụng nêu trên đều được báo bằng công điện về Bộ Chỉ huy Biệt động quân quân khu 2 ở Pleiku để xin chỉ thị và yểm trợ. Nhưng ở đây cũng không giúp đỡ được gì, chỉ khuyên nên cẩn thận phòng thủ mà thôi. Bởi vì tất cả các tin tức tình báo chiến lược và chiến thuật đều cho biết Cộng sản Bắc Việt đang rầm rộ chuyển quân vào Nam qua ngõ đường mòn Hồ Chí Minh và hàng loạt những căn cứ biên phòng do biệt động quân trấn đóng dọc theo biên giới Việt-Lào và Việt-Miên của vùng 1 và vùng 2 chiến thuật đều có cùng chung một bầu không khí căng thẳng. Không biết chúng sẽ bất thần tập kích vào căn cứ lúc nào. Riêng các căn cứ biên phòng ở vùng 2 chiến thuật có phần chịu áp lực nặng nề hơn khiến Đại tá Nguyễn Văn Đương, chỉ huy trưởng biệt động quân quân khu 2 và bộ tham mưu của ông cũng mất ăn mất ngủ. Tất cả 12 căn cứ biên phòng trong lãnh thổ quân khu 2, chức quyền chỉ huy của ông đều đồng loạt gửi báo cáo về địch tình khá căng thẳng, nơi vùng trách nhiệm của họ. Trong đó có hai căn cứ Ben Hed và Đắc Xen theo sự lượng giá về tình báo của cấp cao là chịu áp lực của địch quân nhiều hơn hết còn tình trạng nội tuyến của đắc pet dù cho có khai thác rõ ràng như vậy cũng chỉ được thượng cấp đánh giá là ít có khả năng tấn công của địch vào đấy tại sao vậy vì đắc sen là một căn cứ tương đối ít quân số hơn đắc pet lại nằm trong một vùng đồi thoai thoại Đắc Pet khoảng 28 cây số về hướng nam, có nghĩa là gần tỉnh lỵ con tôm hơn. Nhưng nếu địch dùng xe tăng và đại pháo ào hật à, tấn công, thì Đắc Sen khó lòng cầm cự để chờ tăng viện được. Căn cứ Ben Hét ở về hướng nam của Đắc Sen có lợi điểm về địa thế phòng thủ và nhân sự hơn Đắc Sen, nhưng nó lại là cái ít hậu của thủ phủ con tôm. Muốn đánh con tôm thì địch phải cầm chân hoặc xóa sổ nó. Cả đắc sen lẫn Ben hết, Việt Cộng có thể điều động tăng T-54 dễ dàng hơn đắc pet. Tóm lại, địch sẽ đe dọa đắc pet, có thể hốt đắc sen, cầm chân bèn và đánh ác liệt vào con tôm trong một thời gian ngắn sắp tới. Đó là sự suy tính của một số sĩ quan tiểu đoàn 88 biệt động quân biên phòng Đắk Pét, mà dường như trùng hợp với sự suy tính của thượng cấp, cũng chưa biết chừng. Cho nên sự quyết tâm yểm trợ mạnh mẽ cho Đắk Phép không được chú trọng nhiều. Nhưng riêng vị tiểu đoàn trưởng thì nghĩ ngược lại, nếu bỏ lơ không yểm trợ tối đa, thì Đắk Phép có thể bị tế thần trước hết. Chẳng những không yểm trợ tối đa mà ngày 12 tháng 3 năm 1972, tức là sau hai ngày báo cáo phát giác nổi tuyến Y-Plua, Bộ Chỉ huy Biệt động quân quân khu 2 gửi công điện thượng khẩn bắt buộc tiểu đoàn 88 Biệt động quân biên phòng Đắk Phép phải tăng cường một đại đội cho tiểu đoàn 90 Biệt đồng quân biên phòng, tức căn cứ Đắk Sen trong vòng 10 ngày, thi hành ngay lập tức và phải hoàn tất việc di chuyển nội trong ngày. Eo ơi, thật đúng là một nhát búa khủng khiếp bổ vào đầu của tiểu đoàn 88. Được lệnh của thượng cấp mà toàn thể sĩ quan và hạ sĩ quan người kinh trong căn cứ đều bồn chồn lo lắng. Bởi vì quân số của tiểu đoàn đang thiếu hụt, việc cộng có thể tập kích bất cứ lúc nào mà lại phải biệt phái một đại đội cho đắc sen, khiến ai nấy cũng đều ăn ngủ không yên. Thế là đại đội 2 do Trung Ý Thành chỉ huy cấp tốc ra đi, chỉ mang theo một cấp số vũ khí đạn dược và đồ ngủ gọn nhẹ. Thực phẩm dùng trong thời gian biệt phái và những trang cụ linh tinh khác sẽ do tiểu đoàn 90 chịu trách nhiệm. Với khoảng cách không đầy 30 số Họ di chuyển đến chiều tối thì tới nơi. Sở dĩ về cách cử đại đội 2 của Trung úy Thành đi tăng phái cho Đắc Sen là vì hai đại đội 1 và 3 sẽ gặp nhiều trở ngại trong nhiệm vụ này. Đại đội 1 do thiếu ý người kinh tạm thời xử lý thường vụ. Kinh nghiệm chỉ huy chưa thích ứng với việc xuất quân đi xa. Nhất là phải điều quân theo chiến thuật di hành trong đường núi quanh co hàng 30 cây số và rất dễ dàng bị địch phục kích bất ngờ. Còn đại đội 3 của Trung Ý, Y Hoàng, thì lại càng không thể tăng phái được, bởi vì khu vực phòng thủ của đại đội này rất quan trọng. Việt Cộng nếu muốn đánh vào căn cứ, thì chủ yếu là phải xung phong vào khu vực của đại đội 3 này trước. Cho nên, xáo trộn phòng thủ khu vực của đại đội 3 trong lúc này, thì rất nguy hại nếu bị địch tấn công. Sự phòng thủ về đêm của căn cứ Đắc Pét vốn dĩ đã mỏng, giờ lại càng mỏng hơn. Tiểu đoàn phải điều động trung đội trinh sát do chuẩn úy Nguyễn Văn Giờ chỉ huy. Thay vì phòng thủ ngọn đồi của bộ chỉ huy tiểu đoàn, nay lại phải sang phòng thủ khu vực của đại đội 2. Ngọn đồi của bộ chỉ huy tiểu đoàn đành phải bỏ trống, nhưng nhờ nó nằm giữa sáu ngọn đồi kia bao bọc nên cũng đỡ lo. Quân số hoạt động liên tục bên ngoài vẫn phải duy trì, tuy có ít số người hơn như đã ấn định nhưng không dám rút về co cụm lại. Vì nếu co cụm là tự mình bịt mắt quan sát của mình. Vấn đề đỡ lo ngại phần nào là gần 400 lính thượng còn lại của tiểu đoàn họ không biết nhiều về sự phát giác nội tuyến, cũng như không biết gì về áp lực của địch đang đè nặng. Họ vẫn làm việc một cách bình thường, không có gì biểu lộ về sự dao động tinh thần. Suy cho cạn cùng, việc tăng phái đại đội 2 cho căn cứ Đắc Sen cũng đem lại lợi điểm về tinh thần cho người thượng của Đắc Pét chứ chẳng phải là không đâu. Vì với đầu óc suy nghĩ giản dị của họ, Việc tăng phái đại đội 2 là chứng tỏ Đắc Sen nguy ngập hơn Đắc Pet. Kẻ đi tăng phái mới đáng lo hơn kẻ ở lại. Chính thượng sĩ Con Sen và Trung úy Y Quan đã cho người tín cần dò hỏi như thế. Lại nữa, tiền đồn quan sát của chi khu Đắc Pet nằm trên cao độ 1270 m Báo cáo về cho biết trong mấy đêm liên tiếp vừa qua họ nhìn về phía hướng đắc sen thấy có nhiều tia sáng của đèn pha xe hơi và thỉnh thoảng theo chiều gió họ cũng nghe được tiếng máy xe nổ văng vẳng rõ ràng là xe tăng của địch đang di chuyển không sai nhưng ban hai tiểu đoàn theo lời dặn của tiểu đoàn trưởng phải cho binh sĩ biết đó là xe tăng của ta đang bí mật đến tăng cường cho ben và đắc sen nên phải đi suốt ngày đêm. Thế mà họ cũng tin. Lời nói dối tuy có chấn an được tinh thần binh sĩ, nhưng các cấp chức có trách nhiệm của đơn vị thì lo lắng rất nhiều về áp lực của địch đang mỗi ngày một đè nặng thêm hơn. Địch đã điều động tăng T-54 thật sự trong vùng. Tiếng máy xe nổ, mà tiểu đội quan sát trên đỉnh đồi 1270m nghe được Nếu không phải là MOTOVA Thì xe tăng chứ còn gì nữa Mà chắc là xe tăng rồi Nên tiếng nổ mới nghe xa như vậy Bao nhiêu câu tự hỏi đó Cứ lợn vợn trong đầu họ Còn về phía ta thì sao Xe tăng cũng chỉ để phòng vệ tỉnh lị quan tâm Chứ đâu có lên đến gần đắc sen được Điều này thì các sĩ quan người kinh đã biết chắc là như thế. Nhân việc tăng phái đại đội 2, tiểu đoàn càng thiếu một quân số phòng thủ nhiều hơn. Cho nên, tiểu đoàn trưởng cho lệnh các quân nhân chờ đổi đi, bây giờ được ở lại đơn vị. Trung úy y quan vẫn bị phạt 8 ngày trọng cấm, nhưng được cho tạm giữ lại nhiệm vụ đại đội trưởng đại đội 3 vì chưa có người thay thế. Tất nhiên, tám ngày trọng cấm này chỉ là ngày phạt ma thôi. Được lệnh này, tất cả những người ở lại đều vui mừng ra mặt. Ibrua cũng rất vui mừng. Nhưng Ibrua và Iwan ngầm hiểu nhau, sẽ phản bội đơn vị, sẽ làm nội tuyến. Họ chờ lệnh giờ chót của Y Đoan từ mật khu bông hồng đưa tới là hành động. Còn Juan được chỉ thị phải theo sát y Blue để kịp báo cáo những chi tiết Việt Cộng tấn công trại nếu có xảy ra. Juan phải giả vờ xin Blue khi thành công, nhớ nói với y đoan cho Juan được làm trung úy đại đội trưởng thượng cộng như y Blue làm mãn nguyện. Blue hứa hết lòng giúp đỡ và cũng sẽ nhờ Ken Chi nói thêm vào. Từ đó, Won dành cho Blua nhiều ưu đãi, như không cắt đi kích đêm, ngầm cho Blua thêm gạo, muối và lương khô. Sáu viên trung sĩ được cài đặt vào sáu làng thượng để làm cố vấn cho trưởng làng như đã nêu trên. Họ cũng đã lần lượt gửi tin về. Chỉ có sáu làng là Long Nan 1, Long Nan 2, Long Nan 3 cùng Đắc Tung một, Đắc Tung 2, và ba là có dấu hiệu khác thường. Chẳng hạn như dân làng ít ra rẫy hơn, có nghĩa là họ không thiết gì việc trồng tỉa cho đúng thời bộ. Họ lại lôi những ché rượu cần loại đặc biệt ra để uống. Loại rượu đặc biệt này làm bằng nếp hoặc bắp với men rượu đắt tiền. Thường thì các ché rượu này chôn kín trong nhà hoặc giấu kỹ ở một nơi nào đó để khi có tiệc tùng lễ lộc gì quan trọng mới đem ra dùng những tín hiệu này cho biết như vậy là họ sắp sửa bỏ làng đi xa sao mới đào rượu này mà uống chứ cả sáu viên hạ sĩ quan này đều cho biết họ vẫn thường xuyên theo dõi sự hoạt động của dân làng và sẽ báo cáo kịp thời mọi biến chuyển của tình thế cũng như họ đều có đường lối thoát thân sẽ chạy về căn cứ nếu gặp sự nguy hiểm mọi người trong số họ cũng đều nắm vững tinh thần và hành động của trưởng làng cũng như huấn luyện được một ít thanh niên trong làng trung thành và bảo vệ họ nếu việt cộng có đánh vào căn cứ họ cũng sẽ là lực lượng có thể phối hợp với các toán tuần tiểu phục kích ban đêm ở bên ngoài sẽ tùy cơ ứng biến hơn là rút về bên trong căn cứ họ nêu ra lý do có vẻ hợp lý như vậy để tiểu đoàn trưởng yên tâm và họ tình nguyện tiếp tục nhiệm vụ đôi là lệnh của chuẩn tướng lam sơn tư lệnh phó đặc trách về lãnh thổ của quân khu 2, mà tướng lam sơn phan đình thứ là một người nổi tiếng hắc múa và nóng tính lại thường hay đánh thuộc cấp muốn rút sáu hạ sĩ quan này về lại căn cứ phải xin lệnh của ông ta, chứ không thể tự ý làm ngang được. Nay sáu hạ sĩ quan này đều biết được việc đó và tình nguyện tiếp tục nhiệm vụ. Tuy là làm nhẹ đi nỗi lo của tiểu đoàn trưởng, về mặt không trái lệnh thượng cấp. Nhưng tiểu đoàn trưởng vẫn phải chỉ thị cho ban ba, Thảo Văn Thư xin rút họ về vì áp lực nặng nề của địch sự hoạt động ban ngày của căn cứ vẫn giữ nguyên như thường lệ. Riêng ban đêm, từ 7 giờ 30 tối cho đến 7 giờ sáng, mọi di chuyển phải đi bằng lối giao thông nào. Ngoài trừ các cấp trưởng từ tiểu đội trưởng trở lên mới được phép đi bên trên giao thông nào, Nhưng cũng chỉ trong phạm vi khu vực phòng thủ của tiểu hoặc trung đội của mình mà thôi. Trong số các cấp trưởng đó có một số tín cần do quan và xem tuyển chọn. Họ phải theo mật lệnh của tiêu đoàn trưởng là Thứ nhất, phải đi kiểm soát lính gác giặc gần như thường trực. Đặc biệt là phải lưu ý đến các khẩu súng nặng, nhất là đại liên 30 và 60. Thứ hai, phải kiểm soát các dây mìn Claymore cùng bộ phận kích hỏa, xem coi còn tốt và còn dùng được không thứ ba phải tự mình đặt nhiều mìn claymore gai tự động và lựu đạn gai tự động trong phạm vi trách nhiệm vào lúc 9 giờ đêm và gỡ ra vào lúc 5 giờ sáng hôm sau. Loại claymore và lựu đạn gai được gọi là tự động này do binh sĩ tự biến chế bằng cách cột một quả mìn claymore hoặc lựu đạn vào một cây cọc cắm ở vị trí chọn lựa có dây cước cột gài vào bộ phận kích hòa. Vị trí chọn lựa thường là lối đi, đường mòn hoặc những nơi mà ban đêm Việt Cộng có thể bò vào, đột kích hoặc tấn công đơn vị. Còn sợi dây cước thường thì rất nhỏ và có màu xanh đậm để dễ ngụy trang vì tiệp với màu cỏ, được cột vào một cây cọc khác hoặc cột trong bụi cây nào đó. Cái đặc điểm đáng phục của sự biến chế này, theo như sự biểu diễn cho ta thấy, là nếu ta dẫm đạp hay kéo hoặc cắt sợi dây cước đó, lập tức bị nổ chết khó toàn thay. Độ nhạy nổ của nó quá nhanh, vì vậy mà hễ ai gài thì người đó phải gỡ mới được an toàn. Cũng vì sự nhạy nổ này mà lắm người gài nó, phải bị sanh nghề tử nghiệp không phải là ít có nhiều binh sĩ sau khi gài loại tự động này xong lại uống rượu say đến sáng sớm hôm sau trời còn chập choạng tối lại tránh choáng hơi men quên những chỉ dấu đặc biệt để làm vô hiệu hóa quả lựu đạn tự động cho chính tay mình gài khiến phát nổ và lãnh đủ Đơn vị tùy trường hợp mà có khi phải báo cáo là đi tuần tiểu bên ngoài dẫm phải lựu đạn gài của Việt Cộng mà thử thương, để gia đình vợ con dễ dàng trong việc lãnh tiền từ tuất, cũng như tránh sự điều tra lôi thôi về sau này nếu có. Nhưng cũng có những trường hợp nửa đêm, có luồng gió mạnh thổi qua làm rung động sợi dây, hoặc có chuột, thỏ, chó hay mèo vân vân chạy ngang mình phát nổ là chuyện thương. Tuy có nhiều những trở ngại như thế, nhưng việc dùng loại tự động này vẫn được hầu hết các đơn vị tác chiến của ta thường sử dụng vì đạt được những hiệu quả về phòng thủ và sát địch rất cao. Điều là trong hành quân tác chiến thật sự, thì các binh sĩ thường gài nổ ở mức độ chậm hơn, tức là phải đá vào sợi dây cước tăng khá thẳng trong cỏ thì mới bị nổ. Còn đụng nhẹ hoặc cắt bỏ sợi dây cước cũng không phát nổ. Đó là cả một kỹ thuật khéo léo khi phải lược bỏ một phần thuốc cháy chậm nơi nối liền với ngòi nổ của quả mìn hay lựu đạn hoặc phải mài những kim loại kích hòa cho trơn để dễ dàng kích hòa khi sợi dây cước cột hờ nó bị kéo tuột ra mật lệnh được thi hành khá chu tất cũng khiến cho bộ chỉ huy tiểu đoàn an tâm hơn nếu nửa đêm nội tuyến có lén cắt được dây mìn claymore cố định đi nữa thì vẫn còn hệ thống mìn và lựu đạn gài tự động này điều mà những cấp chỉ huy có trách nhiệm trong đơn vị mong muốn là vạn bất đắc dĩ mà việt cộng tấn công thật sự thì những tên nội tuyến nếu có đi cắt dây mìn cố định có thể sẽ bị vướng vào lựu đạn gài theo hệ thống mật lệnh này trước đã rồi từ đó đơn vị sẽ kịp thời báo động trước thời hạn bọn chuột việt Tổng tiến sát vào căn cứ lúc đó thì hàng chục trái hỏa châu bằng đạn súng cối hoặc bằng hỏa châu dịch tay được sắp đặt trước sẽ làm sáng được cả căn cứ lúc đó bọn đặc công việt cộng sẽ bị lộ và ta dễ dàng làm chủ tình hình hệ thống giao thông hào sâu quá đầu người đào theo hình chữ chi vòng quanh từng ngọn đồi nó được đốc xuất binh sĩ tu bổ kiên cố hơn sát giao thông hào về phía trong là hầm ngủ của hạ sĩ quan binh sĩ và gia đình họ mỗi hầm được phân phát thêm bạc cấp số đạn cá nhân nữa để dự trữ ngay tại chỗ. Vấn đề ngay gò nhất là nước uống cũng được cấp tối đa cho từng binh sĩ những thùng sắt rỗng. Đây là loại thùng sắt đựng đạn cỡ lớn, bắt buộc phải chứa đầy nước suối, ngoại trừ hàng chục ống tre, ống nứa đựng đầy nước của cá nhân họ. Bởi vì muốn lấy nước thì phải tuột dốc xuống đầu phi đảo, mới gặp bờ suối Đắc Pô Cô là địa điểm gần nhất. Trường hợp nếu địch quân vây trại, khống chế nơi lấy nước này thì nguy hại vô cùng. Trên dưới một ngàn nhân mạng, kể cả đàn bà con nít, nếu không có nước đủ trong nhiều ngày, chắc chắn là không thể nào tự thủ được. Trận đánh khai diện Tuy trung úy y quan không cắt đặt y đi hành quân tuần điều và đi kích đêm theo như thông lệ là để dễ bề theo dõi. Lại còn cho ăn ở thân cận với y quan nữa để lấy lòng tin của y. Bộ chỉ huy tiểu đoàn sợ rằng khi đi tuần tiểu hàng tuần lễ ở ngoài rừng hoặc đi kích hàng đêm, biết đâu y bỏ trốn. Tệ hại hơn nữa, có thể y theo lệnh của y đoan đưa cả trung đội hoặc tiểu đội vào ổ phục kích. Hay là dẫn dắt Việt Cộng nửa đêm đột kích vào vị trí đóng quân dã ngoại của ta. Thế nên cầm chân y ở trong trại là tốt hơn hết. Bộ chỉ huy tiểu đoàn cũng đã từng bàn thảo là có nên đánh công điện thượng khẩn, xin trực thăng đến bốc y về Pleiku khai thác cấp tốc để có thể biết nhiều chi tiết về địch tình hơn không nhưng lại có lập luận rằng một phần vì thời tiết xấu nên cả hơn hai tháng nay trực thăng xin úc cũng như trực thăng hu h 1 không đến tiếp tế lương tươi cho trại được và kể cả bên chi khu Đắk pét nữa thì việc cho phương tiện đến để đưa y về pleiku chưa chắc được cấp trên chấp thuận phần khác lại lo ngại nếu bộ chỉ huy bị động quân quân khu 2 thật sự cho trực tăng đến đem e blue về Pleiku khai thác thì sẽ có nhiều rắc rối xảy ra. Bởi vì nếu đem e -blua đi thì sẽ khiến động đến các nội tuyến khác hoặc mật khu bông hồng biết tin là áp dụng kế hoạch hành động khác sẽ khiến ta trở tay không kịp. Ngoài ra, theo sự đánh giá khai thác nội tuyến của bộ chỉ huy tiểu đoàn đối với y Blur như thế là đã khai thác cạn công rồi vì khả năng của y Blur cũng chỉ biết đến thế mà thôi chi bằng tạm thời cứ thả lỏng y Blur để âm thầm theo dõi sẽ có kết quả tốt hơn sau này mới được biết quan niệm của bộ chỉ huy biệt động quân quân cơ hai cũng giống như vậy vì sợ bức mây thì động rừng. Và nếu muốn đem tù binh về khai thác, cũng khó có phương tiện phi cơ thỏa mãn trong lúc này. Đến ngày 15 tháng 3 năm 1972, Y Blur cho Trung úy Hoan biết, Y được lệnh hành động vào 10 ngày sau, tức đêm 25 tháng 3 sắp tới. Các nội tuyến ở những ngọn đồi khác cũng sẽ hành động giống như Y Blur nhưng không có cho dấu hiệu nhận bạn, mỗi nơi tự hành động riêng rẽ. Trung úy y quan đã sơ xuất, không theo sát y Blur để biết y nhận lệnh từ đâu và của ai. Bây giờ hỏi y Blur thì sợ bị lộ, đành chịu sự khiển trách nhẹ của tiểu đoàn trưởng. Nhưng theo suy nghĩ của y quan thì chắc y Blur đã nhận lệnh ngay tại bãi tắm ở bờ suối và bọn thượng cộng đã trà trộn theo dân làng tắm suối để truyền lệnh. Bãi tắm này được coi như là nơi công cộng duy nhất trong vùng. Nó ở cuối phi đảo gần ngọn đồi của đại đội 2. Bên kia suối là ngọn đồi cao với dốc thẳng đứng của bộ chỉ huy chi khu. Có chiếc cầu khỉ bắt ngang ở bãi cát thoai thoải gần đó. Tất cả dân làng chung quanh chi khu và binh sĩ cũng như gia đình biệt động quân đều tắm giặt ở đó. Xa một chút là chỗ tắm của phụ nữ. Từ giữa trưa nắng cho đến gần xế chiều, không lúc nào là chẳng có hàng vài chục người tắm rửa đùa giỡn. Cho nên việc thông tin liên lạc của bọn thượng cổng ở đây cũng khá an toàn. Được mật tin, tiêu đoàn trưởng nhầm tính ngày 25 Tây nhằm thứ Bảy 11 tháng 2 âm lịch, năm nhâm tý tức đang tuần trăng sáng. Có lý nào bọn chuột dám tấn công? Dù cho ban đêm thường có sương mù dày đặc đi chăng nữa, tầm quan sát từ trên các vọng gác nhìn ra các vòng rào phòng thủ vẫn còn tốt hơn là đêm tối không trăng. Nhất là mới máy dạ tinh viễn kính chỉ cần ánh sáng trăng mờ mờ cũng có thể nhìn thấy từng bụi cây lá phất phơ theo chiều gió ở cách xa gần cả trăm thước có thể từ trên vọng gác bên này dùng tạ tinh viễn kính nhìn xéo qua sườn đồi bên kia sẽ thấy rõ ràng mọi vật lay động nếu việc cộng dưới chân đồi bò lên cũng sẽ thấy mồn một, một các căn cứ biên phòng đều được cấp phát một máy này Chẳng lẽ chúng không biết yếu tố sáng trăng là điểm thuận lợi cho việc phòng thủ hay sao, mà lại ra lệnh hành động vào thời điểm này? Hay đây là một đòn ngụy tạo nhằm đánh lạc hướng sự suy đoán của ta? Có một điều yên tâm đôi chút, đó là đại đội 2 biệt phái Đắc Sen sẽ trở về ngày 22, tức là trước ngày Y Blu nhận lệnh hành động 3 ngày. Trưa hôm đó, sĩ quan truyền tin của tiểu đoàn dò theo máy siêu tần số đã cho mọi người biết trong bữa cơm như sau. Có tin phong phanh là lính nhảy dù sẽ được điều động lên con tôm theo lời yêu cầu của quân đoàn 2. Mọi người được đề cập ở đây là những sĩ quan tham mưu của tiểu đoàn gồm các trưởng ban 1, 2, 3, 4, 5 và truyền tin vì họ toàn là sĩ quan độc thân và tiểu đoàn trưởng cũng không mang gia đình nên tất cả cùng ăn chung với nhau trong hầm riêng của tiểu đoàn trưởng. Việc ăn chung này có từ ngày tiểu đoàn trưởng đến bàn giao tiểu đoàn vào khoảng tháng 9 năm 1971 cho đến bây giờ. Có thể nói cái tin có lính dù được điều động đến con Tum dù là tin nghe lóm được mà phần chính xác ở mức độ thấp nhưng cũng làm cho các sĩ quan tham mưu này có nhiều người mừng, nhưng cũng có người lo. Mừng là hy vọng các đơn vị dù này sẽ quần thảo với giặc cộng ở những vùng sát với tỉnh Quan Tông. Thì tất nhiên áp lực địch tại các trại biên phòng xa xôi sẽ nhẹ hơn. Hoặc giả dạ, nếu các trại biên phòng bị tấn công, thì lính dù có khả năng giải vây hữu hiệu hơn hết. Nhưng lo là tình hình chiến sự tại vùng này có thể là rất nặng nề nên mới điều động lính dù lên giúp đỡ. Trong bữa ăn đó cũng có thiếu úy Nguyễn Tôn Tòng, đại đội trưởng đại đội chỉ huy công vụ của tiểu đoàn cùng tham dự và anh đã kể lính lực lượng đặc biệt Mỹ và Việt Nam từng nhảy xuống đắp phép này trong hai lần Việt cộng tấn công trước đây. Cho nên lúc này có lính dù hiện diện ở con tôm thì cũng hy vọng là họ sẽ nhảy vào đắc tét nếu bị áp lực bao vây nặng của địch cũng nhân tin của lính dù được gửi tới con tôm này thì đoàn trưởng cho lệnh thông báo đến từng đại đội để truyền đạt xuống binh sĩ tác dụng của tin này sẽ làm cho binh sĩ vững lòng hơn và nếu lọt vào tai mắt của việt cộng ở mật khu bông hồng thì có thể hy vọng là họ đình lại việc tấn công vào đắc phép chăng? Riêng tâm trạng của tiểu đoàn trưởng thì lo nhiều hơn là mừng. Bởi ở thời điểm Việt Nam hóa chiến tranh, Mỹ đã rút đi hết rồi. Làm sao có phương tiện phi cơ để nhảy dù ở mặt trận xa xôi và không mấy gì quan trọng này. Ngay như việc tiếp tế lương tươi là việc khá sinh tử cho biệt động quân và chi khu Đắk phép mà còn chậm trễ quá lâu như vậy thì việc nhảy dù giải vây là chuyện khó có thể xảy ra. Điều lo lắng trong gan ruột của tiểu đoàn trường ở đây là kho gạo và kho lương khô dự trữ 90 ngày. Địch rất quan tâm đến vấn đề trọng yếu này. Nếu trong chấp nhoáng hoặc chiếm được đắc pép thì việc vận chuyển lương khô, gạo muối về một nơi an toàn nào đó có thể nuôi hàng sư đoàn binh lính của họ trong cả tháng trời là chuyện dễ dàng. Đừng nói chi với biết bao nhiêu là vũ khí, đạn dược mà họ chiếm được. Lại nữa, với trên 3.000 dân thượng, sống trong 11 làng chung quanh chi khu và căn cứ biên phòng đắp phép, hiển nhiên sẽ là những dân công tốt để tải những chiến lợi phẩm đó đi nơi khác nhiều lần thuyết trình với những phái đoàn cao cấp của quân đoàn 2, của các phái đoàn Hoa Kỳ v.v. V. trong năm 1971. Bộ chỉ huy tiểu đoàn 88 biệt động quân biên phòng Đắk Pét luôn luôn khẳng định là Việt Cộng sẽ chọn nơi này để đánh chiếm vì hai lý do vũ khí và lương thực như đã nêu ở trên. Đồng thời cũng đã từng vạch rõ với các phái đoàn về điểm chiến thuật giữa hai căn cứ Đắc Sen và Đắc Pét. Đắc Sen với địa thế bằng phẳng, không có các làng thượng sống gần, dễ dùng xe tăng đánh chiếm hơn, nhưng khó có thể cướp được kho lưng khô và kho gạo dự trữ 90 ngày cho mỗi thứ. Bởi vì khi mất căn cứ, phi cơ của ta sẽ lập tức dội bom liên tục để tiêu hủy tất cả. Lúc đó, Bộ đội của Việt Cộng làm sao mà dám bám trụ để tải lương thực đi nơi khác nhiều được. Đó là chưa kể đắc sen, nằm gần con tôm hơn. Ta rất dễ dùng trực thăng võ trang săn lùng bọn chúng khi họ tải gạo về mật khu. Đắc pet sẽ có lợi điểm hơn. Nếu họ đánh chiếm được, thì lùa mấy ngàn dân tải lương thực sẽ làm chùn bước cho việc phi cơ thả bom hủy diệt căn cứ vì sợ chết dân. Còn vấn đề trực thăng đối với Đắk phép thì có lần được nghe thuyết trình của cấp cao cho biết với 80 cây số đường chim bay từ con tôm đến Đắk phép trực thăng loại UH-1 khi tới trại này chỉ còn không đầy 30 phút để bay vòng vòng quan sát trên không phận là phải lập tức quay về vì sợ hết xăng. Chưa kể vấn đề thời tiết thường có sương mù quanh năm, làm hạn chế việc sử dụng không quân. Kết luận là Đắc Bét chịu áp lực địch nặng hơn Đắc Sen, nhưng dường như không được hợp lý đối với cấp trên. Cho nên cấp trên mới tăng phái một đại đội cho Đắc Sen như đã trình bày qua. Ngày đêm hôm 15 tháng 3, 1972 đó, tức nhằm ngày 1 tháng 2 nhâm tý, trời tối đen vì sương mù bao phủ. Tiểu đoàn trưởng ban lệnh thực tập báo động từ 10 giờ đêm cho đến 2 giờ sáng. Tất cả đều phải sẵn sàng tác chiến tại vị trí được ấn định trong các giao thông hào. Các sĩ quan phụ trách từng khu vực phải đi tuần tra liên tục. Thế rồi đêm hôm sau, và đêm hôm sau nữa lệnh báo động vẫn được thi hành cắt cao và tình hình vẫn được bình yên mọi người đều có vẻ mệt mỏi tiểu đoàn trưởng vẫn ra lệnh báo động dự định là liên tiếp trong một tuần lễ mặc dù các cấp dưới có phần ta tháng sự thi hành của họ bây giờ cũng uể oải lấy lệ ngay cả bản thân của tiểu đoàn trưởng cũng mệt mỏi không kém đã ba đêm liên tiếp, mỗi đêm gần bốn tiếng đồng hồ, ngồi co ro trong những hầm trú ẩn, với tư thế sẵn sàng nhả đạn. Quả thật là mỏi mệt vô cùng. Đến đêm thứ tư, mọi sự cẩn thận quan sát của lính gác giặc, mọi sự tuần tra kiểm soát của cấp chỉ huy, có vẻ lơ là. Từ 9 giờ đêm trở đi, Sương mù bắt đầu dày đặc tối đen. Nào ngờ, chính đêm đó, qua đến 4 giờ sáng hôm sau, ngày 18 tháng 3 năm 1972, bọn chuột tấn công mãnh liệt vào bốn ngọn đồi phòng thủ căn cứ của tiểu đoàn 82 biệt động quân biên phòng Đắk Pé. Đó là các ngọn đồi: 1. Tiền đồn Đại đội 3. 2. Đồi Đại đội 3. 3. Đội chỉ huy công vụ 4. Tiền đồn của đại đội 1 Cùng lúc đó, chúng cũng tấn công vào ngọn đồi phòng thủ của chi khu Đắc Phép, bên kia dòng sông Đắc Bồ Cổ. Tiếng mìn nổ đầu tiên đã làm toàn thể căn cứ tròn tỉnh. Tiếp theo là hàng loạt những tiếng nổ khác, từ súng lớn cho tới súng nhỏ đều thi nhau nổ giòn giã kèm với tiếng hô sung phong vang dội của địch nhằm chấn áp tinh thần của binh lính trong trại cả một vùng trời sáng rực vì đạn hỏa châu những tiếng nổ nhiều nhất là tiếng mìn và lựu đạn lúc bây giờ địch đã tràn ngập trên đỉnh đồi tiền đồn của đại đội 3, đội đại đội 3, đội chỉ huy công vụ và một phần của đội tiền đồn đại đội 1 ở đầu phi đảo riêng ngọn đồi lớn của đại đội 1, đồi đại đội 2, đồi bộ chỉ huy tiểu đoàn và đồi pháo binh là không có bọn chúng tràn vào, nhưng bị pháo kích dữ dội bằng cối 61 và 82 ly của Việt Cộng. Nhưng may mắn không có thiệt hại nào đáng kể. Tất cả quân nhân phòng thủ ở những ngọn đồi này từ trong hầm trú ẩn đồng loạt bắn xéo sang yểm trợ cho các đồi đang bị tràn ngập. Chính họ thấy rõ ràng địch quân đang chạy ngược chạy xuôi trên các ngọn đồi đó. Tại sao lại phải chạy ngược chạy xuôi? Bởi vì Việt Cộng không dám nhảy xuống giao thông hào. Mà nếu có nhảy xuống thì bị bắn gục ngay tại chỗ. Binh sĩ các nơi chạm địch. Phút ban đầu có lúng túng thật, nhưng dưới ánh hỏa châu sáng rực, họ từ trong tròi kiên cố đã bắn tỉa từng tên địch một, rất là hữu hiệu. Đội bộ chỉ huy được phân công từ trước, phần lớn đạn súng cối 60 và 81 ly đều tập trung vào đây, kể cả đạn chứa sáng. Các tay súng chuyên môn cứ việc bắn hỏa châu liên tục và bắn đạn cối cầu vòng vào các đồi đang bị Việt Cộng tràn ngập. Các mũi cắt hàng rào kẽm gai và đặt bungalow cùng bộc phá để tấn công căn cứ đắp vét trong thời gian đầu. Có điều không ngờ, các hạ sĩ quan và binh sĩ thượng, phần đông trông hiền lành đến ngơ ngáo nhưng họ bắn súng cối 60 ly không bàn tiếp hậu. Họ bắn ở độ gần như thẳng đứng cối 81 ly thật là chính xác. Chính những ngọn đồi không bị địch uy hiếp đã bắn đủ các loại súng yểm trợ cho những đồi chạm địch rất hữu hiệu. Tiểu đoàn trưởng và các sĩ quan tham mưu trong khi chạy ra giao thông hào đốc xuất binh sĩ chiến đấu đã chứng kiến tận tường tài nghệ bắn yểm trợ của họ có lẽ đó là do công phu huấn luyện của lực lượng đặc biệt mỹ việt để lại và kể cả sự kinh nghiệm chiến trường mà họ đã tích lũy được trong mấy lần việt cộng tấn công trước đây ngọn đồi của bộ chỉ huy chi khu đắk phép ở bên kia bờ suối cũng bị địch tràn ngập ngay buổi đầu tình trạng cũng giống như bên biệt động quân địch không dám nhảy xuống giao thông nào và làm mồi cho đàn cối 81 ly yểm trợ do bên biệt động quân bắn sang, cũng như làm mồi cho các tay súng địa phương quân trong hầm kiên cố của chi khu có dịp bắn tỉa. Thật tâm mà nói, ngay buổi đầu nổ súng, tất cả quân nhân trong căn cứ rất bàng hoàng sợ hãi. Vì vừa mới báo động xong được khoảng 2-3 tiếng đồng hồ, thì địch tấn công như một đám quân ma. Chỉ sau vài phút, khi hỏa châu được bắn lên sáng được cả bầu trời, thì phe ta mới lấy lại được bình tĩnh, và binh sĩ cứ ở trong hầm ẩn nấp và bắn tỉa từng tên Việt Cộng. Lúc đó, tiểu đoàn trưởng liên lạc hô tuyến với đại đội 3 và được chuẩn úy ngô cự tùng đại đội phó cho biết là ta giết địch chết rất nhiều. Tiểu đoàn trưởng cũng cho biết là bộ chỉ huy tiểu đoàn đang xin thượng cấp ở Pleiku sẽ cho lính nhảy dù đến tiếp viện vào vài giờ nữa khi mặt trời lên cao. Tất cả phải thông báo cho binh sĩ để vững tay xuống chiến đấu. Trần Ý Tùng vui mừng vâng dạ. Thông báo về việc tiết viện này cũng được loan truyền cho khắp các đội phòng thủ khác để binh sĩ có lòng tin chiến đấu. Thật ra, thì làm gì mà đắc pét lại được cái may mắn này? Sĩ quan truyền tin của tiểu đoàn đang gào thét trong máy siêu tần số, gọi về trung tâm hành quân của Bộ Chỉ huy Biệt động quân quân khu 2 để báo cáo địch tấn công đắc pét. Nhưng, họ đang say ngủ. Một lúc sau, mới có tiếng trả lời của hiệu thính viên là sẽ trình lên sĩ quan trực. Điều mà tiểu đoàn trưởng biết rõ. Bộ chỉ huy biệt động quân quân khu 2 đặt tại Pleiku là để theo dõi hành quân, bổ sung quân số, yểm trợ và tiếp vận tiếp liệu mà thôi, chứ không có trực tiếp chỉ huy hành quân. Ngay như bộ chỉ huy biệt động quân trung ương ở Sài Gòn cũng chỉ có nhiệm vụ tương tự như thế mà thôi. Cho nên, muốn xin quân tiếp viện cho một căn cứ tiền đồn nào đó thì bộ chỉ huy biệt động quân quân khu 2 phải trình lên quân đoàn 2 để xin. Nhưng kể từ khi quân Mỹ rút đi, quân lực Việt Nam Cộng Hòa phải căng mỏng ra để giữ diện địa, thì làm gì có quân số trừ bị để nhảy vào giải cứu các tiền đồn biên phòng hẻo lánh này. Cho nên, ghi chú nơi đây, từ năm 1972 cho đến các năm sau, có khá nhiều tiền đồn bị đồng quân biên phòng lần lượt bị địch đánh lấy mà không thể nào tái chiếm lại được. Trở lại, dẫu biết như vậy, nhưng tiểu đoàn trưởng vẫn phải cho tin tức láo để an lòng quân lính. Láo, nhưng mà lính thượng vẫn tin, bởi vì Chính họ trong những năm trước cũng từng bị đột kích như vậy, và có lính biệt kích nhảy xuống tiếp viện đẩy lôi quân địch. Hỏa châu vẫn liên tục cháy sáng, súng vẫn nổ, nhưng tiếng hò hét xung phong lại thưa dần. Và ánh bình minh cũng lần lần ló dạng ở trên trời, như cố xua tan đi những lớp xương mù dày đặc, trộn lẫn với khói súng bao phủ khắp cả căn cứ hơn 2 giờ súng nổ đạn bay như thế. Có thể nói là chính tiểu đoàn trưởng hoặc đại đội trưởng gần như không có chỉ huy hay điều động gì trực tiếp đến binh sĩ cả. Mà họ tự chiến đấu cùng với việc tải đạn do vợ con họ giúp đỡ. Có nghĩa là vợ chồng con cái của binh sĩ cùng chiến đấu với nhau. Vì vợ con lính thượng trong trại cũng rất thành thạo trong việc bắn súng ném lựu đạn sát hại địch quân không phải là ít. Tuy sơ đồ phản công do trại dự trù vẽ ra, dùng để trình bày với thượng cấp, nào là sẽ sử dụng trung đội trinh sát của tiểu đoàn đến tăng cường cho ngọn đồi phòng thủ nào bị tràn ngập, nào là sử dụng các toán đi kích bên ngoài quay trở về phản công vân vân đều không thể áp dụng được trong lúc này bởi thiếu quân số trừ bị của đơn vị. Cái hay nhất của việc phòng thủ căn cứ đắp phép này là có 7 ngọn đồi nối tiếp nhau. Từ ngọn đồi này nối liền với ngọn đồi kia bằng một thung lũng nhỏ và hàng rào công Setina mỗi 7 giờ 30 tối đã kéo chặn hết lối đi trong những thung lũng đó. Vì vậy mà lính ở đồi nào thì phòng thủ cứng ngắt ở đồi đó, không thể di chuyển đến đồi khác được. Giả sử mà địch chiếm toàn diện được một ngọn đồi nào đó, thì cũng phải bị cô lập và làm mồi cho tất cả các loại súng cầu vòng tập trung vào. Trong sơ đồ phản công, có đoạn ghi là trung đội pháo binh gồm hai khẩu 105 ly của ta sẽ bắn trực xạ đạn tổ ong và sườn đồi đại đội chỉ huy công vụ nếu địch tràn ngập nơi này đây là điểm trực xạ duy nhất mà pháo binh của ta có thể thi hành được vì khoảng cách hai ngọn đồi trên 100 mét và ở giữa là thung lũng sâu được cài mìn lôi dày đặc quả đạn gọi là tổ ong này được mô tả là khi nổ thì có khoảng 9.000 mũi tên bắn ra để chống biển người. Và thiếu tiệp, trung đội trưởng pháo binh 105 ly của căn cứ đã xài hết ba quả đạn tổ ong, làm im tiếng sung phong trên đỉnh đồi của đại đội công bộ. Trời sáng hẳn, tiếng súng cũng im bặt và cả căn cứ đều vui mừng vì tin địch chết được báo cáo dồn dập về. Tại tiền đồn đại đội 3 có 24 xác bị cộng 5 chết phát vẹo trên hàng rào phòng thủ và trước những lô cốt kiên cố có đại liên 30 và 60 trấn giữ. Đội đại đội 3 có 45 xác địch chết. Tại đội của đại đội chỉ huy công vụ đếm được 35 xác và rải rác trên phi đảo cũng như bên sườn phía đông của tiền đồn đại đội 1 ta đếm được 19 xác tổng cộng là 123 xác Việt Cộng có thể đếm được. còn những xác chết vất vưởng ở lưng chừng các ngọn đồi mà chúng bò lên tấn công thì không thể đếm được. Vì Việt Cộng đã rút về bìa rừng phía Tây, nhưng vẫn pháo kích dài dài vào căn cứ. Đồng thời, chúng cũng đặt mấy khẩu thượng liên và đại liên ở một góc bìa rừng, bắn rát mặt những binh lính nào dám bò xuống lưng chừng đội thu nhặt xác chết và vũ khí của bọn chúng. Trung đội pháo binh 105 ly lúc này cũng bận rộn tới tấp vì phải phản pháo lại những nơi nào nghe có tiếng đề pa của súng cối địch. Hỏa tiễn 120 ly và cối 120 ly cũng được chúng sử dụng. Tất cả những đạn pháo kích của chúng may mắn là rơi vào những thung lũng giữa các đồi nên sự thiệt hại cũng ít xảy ra. Chỉ có một quả 122 ly duy nhất chui sâu xuống đất và ở ngay trước cửa hầm làm văn phòng của trung đội pháo binh, nhưng không nổ. Quả đạn còn ló cái chui ra ngoài mặt đất khoảng một tấc, hú hồn cho thiếu ý trung đội trưởng và một vài cộng sự của anh ta. Vì lúc đó họ chưa chạy ra hầm tác xạ bên ngoài. Rồi thì họ rào khoảnh đất ló cái chuôi đạn đó lại, tạm thời không sử dụng văn phòng đó nữa, và cấm mọi người đến gần. Đến khi trại được giải tỏa, họ vẫn sử dụng văn phòng đó, nhưng trổ cửa về hướng khác. Trở lại trận đánh, thì có một trung đội trừ của đại đội 1, họ đi tuần tiểu phía bắc căn cứ ba hôm trước, nghe tin trại bị tấn công, cũng mò về Vừa sáng tinh mơ thì họ tới đầu phi đảo. Và tên lính thượng đi tiền sát. Lanh mắt thấy ba tên Việt Cộng đang lui cui. Tháo rời khẩu súng 57 ly không giật. Lập tức ba tên bị bắt giữ. Ba tên tù bên này sau đó được giao cho trung sĩ nhất Đức. Thuộc ban 2 của tiểu đoàn khai thác. Sơ khởi thì được biết chúng người Hà Tây. Cả ba chưa quá 18 tuổi, thuộc đại đội pháo biệt lập có nhiệm vụ đặt khẩu súng 57 ly không giật ở đầu phi đạo để bắn tất cả những binh lính nào từ trong trại chạy ra phi trường. Đến khi trời hừng sáng, chúng không nghe lệnh lạc gì rút lui hay thắng lợi, nên vội vàng tháo rời khẩu 57 ly không giật với mục đích bỏ chạy, nhưng đã bị ta tóm cổ. Khai thác thêm thì được biết, Đơn vị tấn công căn cứ đêm qua là hai tiểu đoàn đặc công địa phương D-280 và D-281 cùng sáu đại đội pháo biệt lập. Họ từ mật khu bông hồng xuất phát được một ngày hai đêm mới tới nơi tấn công như đã xảy ra. Tin này được báo cáo về Bộ Chỉ huy Bị động quân quân khu 2 và được lệnh cho biết sẽ có trực thăng đến bốc ba tên tù binh này về Pleiku khai thác tiếp. Về vũ khí, ta tịch thu được gồm B-40, B-41, AK-47, CKC, K-54, Đại Bác không giật 57 ly và Thượng Liên vân vân tổng cộng 92 khẩu. Bên phía Chico Đắc Pét cũng báo cáo sơ khởi là đếm được 15 xác chết và họ cũng đang bị súng cối 82 ly pháo kích cầm chừng và chi khu. Kiểm điểm về phe ta, thì thiếu úy Trần Văn Hà, trưởng ban 2, đã tử thương ngay tại Giao thông Hào, cùng thượng sĩ nhất Hoàng Nê, thường vụ đại đội công bộ. Cộng thêm là 11 binh sĩ thượng hy sinh tại hai ngọn đồi tiền đồn đại đội 3 và đồi của đại đội 3, là hai nơi bị địch tràn ngập nặng nề nhất trong đó có y e. blua bị pháo kích chết trước cửa hầm trú ẩn của y e. số bị thương tổng cộng trên 20 binh sĩ và gần 10 người vợ con của lính trong trại Thúy lâm trưởng ban 4, cũng bị thương nhẹ nơi tay hiện ông đang ở houston texas tiểu đoàn được lệnh an ninh phi trường vì sẽ có trực tăng của đại tá nguyễn văn đương chỉ huy trưởng biệt động quân quân khu 2 cùng trực thăng tản thương đến vào trưa này. Các binh sĩ thượng và gia đình bị thương, không ai chịu tản thương đi Pleiku chữa trị hết. Họ xin ở lại để cùng chiến đấu với đồng đội. Thật ra thì các binh sĩ thượng tuy có bị thương khá nặng, nhưng họ vẫn nhất quyết không chịu tàn thương. Đó là vì nếu họ được tàn thương đi rồi, tiêu chuẩn gạo muối cấp phát hàng tuần cho họ sẽ không có. Vợ con họ vì thế sẽ bị đói. Gia đình binh sĩ thượng ở đây đều giống nhau như vậy. Nào có ai giúp đỡ ai được đâu. Còn vợ con của họ, nếu có bị thương, họ cũng không dám để cho trực thăng tàn thương. Bởi làm gì có người đi theo để nuôi bệnh nhân đây? Đã vậy, mà khi được tàn thương cho đến khi lành bệnh, chờ phi cơ trở về căn cứ, có khi là vài ba tháng. Thế thì, vợ con của họ lấy gì để sống? Cho nên, nếu trực thăng tàn thương có đáp xuống, thì chỉ có Thiếu Y Lâm và hai cái xác chết của Thiếu Y Hà và Thượng Sĩ Nhất Nê được đưa lên phi cơ mà thôi. Tội nghiệp Thượng Sĩ Nhất Hoàng Nê. Ông là người Bắc ở vùng Móng Cái, đi lính từ thời nhảy dù ở Điện Biên Phủ. Lần đi phép cách nay 6 tháng về thăm gia đình ở Quy Nhơn. Khi trở lên, Thượng sĩ Nhất Nê có biếu cho nhà bếp của bộ chỉ huy tiểu đoàn mấy hũ mắm cá thu ăn rất ngon và cho biết sẽ được giải ngũ vào giữa tháng giêng năm 1972 ông đã có giấy giải ngũ đúng như vậy mà vì không có phi cơ đến được trại do thời tiết xấu để đưa ông trở về với gia đình và nay thì ông đã hy sinh tại giao thông hào của đội chỉ huy công vụ khi ông đốc xuất lính giữ vững tay sống trong những đợt tấn công của địch đại tá tình trưởng con tôm suýt rớt trực thăng đến khoảng 10 giờ sáng tiếng sống im bặt trời rất quang đảng vì trần mây cao đến trên 9.000 bộ từ xa nghe tiếng động cơ của trực thăng theo chiều gió đưa tới mọi người đều mừng rỡ trên hệ thống máy prc 25 có tiếng của đại tá nguyễn bá thìn tự long tỉnh trưởng kiêm tiểu khu trưởng con tông muốn gặp thẩm quyền của tiểu đoàn 88 biệt động quân biên phòng. Ông cho biết là không liên lạc được với chi khu đắp phép bằng hệ thống của tiểu khu, nên nhờ bên tiểu đoàn dùng hệ thống riêng với nhau, gọi cho bên chi khu mở máy để liên lạc với ông ta. Vài phút sau, thì Đại tá Thìn cho biết là đã liên lạc được với chi khu và hỏi xem ông có thể cho trực thăng đáp xuống đồi phòng thủ của chi khu được không? Tiểu đoàn 88 cho biết là không thể được vì địch quân còn bao vây bên ngoài. Nếu có trực thăng võ trang cùng đi thì CNC của ông mới có thể đáp xuống được. Ông nói là không có trực thăng võ trang nhưng sẽ cố gắng đáp xuống để ủy lão binh sĩ. Và chiếc trực thăng chỉ huy CNC đã thấy ló hình dạng ở phía xa xa. Đại tá tình trưởng con tôm cho phi cơ bay lượn vòng chi khu để tìm cách đáp xuống. Thì lập tức đạn phòng không của Việt Cộng bắn lên tới tấp. Chiếc trực thăng bị trúng đạn có phần trao đảo. Vội quay đầu bay một mạch về con tôm. Chỉ nghe văng vẳng lời của đại tá tình trưởng cho biết là địch bao vây chung quanh nhiều lắm nhờ bên tiểu đoàn 88 biệt động quân giúp đỡ yểm trợ bên chi khu và ông sẽ trình lên quân đoàn 2 để xin tăng viện. Sau đó, có lẽ Việt Cộng đang kiểm điểm quân số và tải thương bọn chúng, đồng thời đào các hố phòng thủ để bao vây toàn bộ đắc bếp thì phải. Cho nên, chỉ thấy im lìm. Lính của tiểu đoàn trên các ngọn đồi cũng lần hồi bò ra khỏi hầm kiên cố để kéo từng xác Việt Cộng tập trung lại trong những khoảng trống của các thung lũng giữa các đồi trong căn cứ. Các quân lính bên đồi của đại đội 1 cũng chạy sang đồi đại đội 3 và đồi chỉ huy công vụ để phụ kéo xác Việt Cộng. Lệnh chưa cho chôn vì còn chờ trên súng quay phim làm tài liệu. Tất cả các tử thi đều trần truồng không một mảnh vải, vì họ phải trườn hoặc bò dưới hàng chục lớp hàng rào dưới chân đồi để đến gần hàng rào cuối cùng mới dùng băng tấn công. Họ phải cởi chuồng như vậy để không bị vướng vào kẽm gai có buộc lộng lặng hàng trăm lon bia. Nếu vướng vào kẽm gai nhì nhằng thì những lon bia này phát ra tiếng động thì sẽ bị lộ. Chỉ duy nhất có một tử thi mặc quần xà lòn, rách nát, nhưng ở túi quần có gài nút rất kỹ. Tăng lục ra thấy giấy tờ đề tên thượng úy Nguyễn Trung Việt sinh năm 1945 tại Thanh Hóa rất mờ, còn tên đơn vị và những chi tiết khác không đọc được. Ta phỏng đoán có lẽ đây là tên đại đội trưởng chỉ huy toán đặc công tấn công ngọn đồi đại đội ba này, Trung sĩ Nhất Đức có dẫn ba tên tù binh ra nhận diện những tử thi của bọn chúng nhưng theo sự thành thật khai báo của họ là ba tù binh này thuộc các đại đội pháo biệt lập từ bắc vào đây được hơn hai tháng cho nên không có sinh hoạt chung với hai tiểu đoàn đặc công địa phương này ba tên tù binh chỉ biết theo lệnh đại đội tới đầu phi đạo đặt súng như ta đã bắt được chúng còn các đặc công của hai tiểu đoàn này đi lộ trình khác để đến tấn công vào căn cứ nên chúng không biết mặt ai cả trung sĩ nhất đức đoan chắc với tiểu đoàn trưởng là ba tên này nói thật vì thoạt đầu chúng không khai báo gì hết anh cho ăn uống và đưa thuốc lá cho hút chúng cũng đều từ chối sau cùng đức phải chia chúng ra mỗi đứa một nơi rồi khai thác và hứa cho chúng được quy chế chiêu hồi chứ không phải là tù binh lúc đó chúng mới tỏ ra vui vẻ và khai báo những gì chúng biết thì ra trước khi vào nam tác chiến người nhà của chúng ở hà tây có dặn dò là nếu vào trong nam bị ta bắt thì nên khôn khéo khai báo hết đi để xin được chiêu hồi thì sẽ nhẹ tội hơn theo lời chúng nói, thì các cán binh cộng sản được lệnh đi B, tức là vào Nam. Ai cũng nằm lòng vấn đề chiều hồi này khi bị bắt cả. Đến khoảng 11 giờ sáng thì có thêm một toán lính đi kích bên ngoài lục độc mò về. Còn lại hai tiểu đội đi kích ở vùng phía tây căn cứ thì coi như bị mất tích hết. Đến chừng giữa trưa thì nghe có tiếng trực thăng đến nữa. Và lần này có đến bốn chiếc, gồm một chiếc CNC, chờ đại tá Đương, chỉ huy trưởng biệt động quân quân khu 2 và thiếu úy Hùng Tùy Viên. Trên chiếc CNC này còn có một phóng viên chiến trường của quân đoàn 2. Anh này tháp tùng để quay phim các xác chết rải rác chung quanh căn cứ và phỏng vấn về trận đánh hồi đêm qua hai chiếc khác là trực thăng võ trang và chiếc thứ tư là trực thăng tàn thương. Chiếc CNC của Đại tá Đương vừa đáp xuống bãi đáp trực thăng bên trong căn cứ. Có hai người vừa bước ra khỏi phi cơ, thì đạn pháo kích của Việt Cộng pháo dồn dập vào căn cứ, nhất là pháo vào phi trường Caribou phía cổng sau của tiểu đoàn. Nơi đây được thả khói màu đánh dấu bãi đáp cho trực thăng tàn thương đặng phòng không ở các triền núi chung quanh trại, lại bắn ào à lên hai trực thăng võ trang. Trực thăng tản thương cũng bị bắn, nên không thể đáp xuống tải thương được và bay ngược trở về con tôm. Hai chiếc võ trang cũng vừa bắn trả vừa rời khỏi vùng, cùng với chiếc CNC của đại tá chỉ huy trưởng cất cánh bay tuốt về con tôm. Chiếc CNC này chở theo người phóng viên chiến trường. Khi anh này chưa kịp bước xuống theo chân Đại tá Đương cùng Thiếu Ý Hùng, Mạch Thiểu Hùng, hiện ở quận Cam, Nam California. Sự can đảm của Đại tá Chỉ huy trưởng và Thiếu Ý Hùng khiến cho toàn tiểu đoàn vô cùng phấn khích và khâm phục. sung sướng hơn nữa là trên tay Đại tá Chỉ huy trưởng cầm cặp lon thiếu tá bằng kim loại sáng trưng. Ông gắn lên bâu áo của đại úy tiêu đoàn trưởng cấp thiếu tá đặt cách tại mặt trận. Còn thiếu úy Hùng cầm theo một chai sâm pan để tưới lon ngay tại hầm chỉ huy ăn thông với kho lương thực. Phía trước hầm chỉ huy là tất cả những vũ khí chiến lợi phẩm vừa mới lấy được còn để ngổn ngang. Tiểu đoàn trưởng vừa trình bày trận đánh vừa xin đại tá chỉ huy trưởng cho lệnh trả đại đội 2 đang biệt phái cho căn cứ Đắc Sen trở về Đắc Phép để có quân số chiến đấu. Lẽ tất nhiên là được chấp thuận vì tình hình địch quả là còn rất mạnh ở chung quanh Đắc Phép. Nhưng việc đáng lo nhiều hơn hết là không biết làm thế nào đưa được đại tá chỉ huy trưởng trở về Pleiku đây trực thăng bị phòng không bắn lỗ chỗ trên thân tàu đã khiến không chiếc nào dám đáp xuống đắp phép nữa. Mặt trời lần lần nghiêng về hướng Tây. Thiếu Ý Hùng thì đang dùng siêu tần số liên lạc với trung tâm hành quân của Bộ Chỉ huy Bị Động Quân Quân Khu 2 để đốc thúc nơi đây xin trực thăng chỉ huy và trực thăng võ trang lên rước đại tá chỉ huy trưởng trở về Pleiku câu trả lời cũng chỉ là chờ đợi và đợi chờ thoáng chốc đã bốn giờ chiều tuy trần mây còn khá tốt ánh nắng còn chói trang nhưng sự tuyệt vọng về trực thăng đến trước đã bắt đầu thiếu tá tiểu đoàn trưởng cho lệnh các lính cần vụ lo chỗ ngủ qua đêm cho đại tá chỉ huy trưởng và thúy hùng vì đến sáu giờ là sương mù lại phủ xuống trực thăng không thể nào đến được nữa. May thay, lại có tiếng động cơ của nhiều chiếc trực thăng vọng lại. Và ở từ xa, bốn chiếc trực thăng võ trang loại Cobra xuất hiện. Bay cao hơn là chiếc trực thăng OH do quân đội Mỹ sử dụng. Loại này không có bàn giao cho Việt Nam Cộng Hòa. Trong máy PRC-25 lại có tiếng của ông cố vấn John Paul Van báo cho đại tá chỉ huy trưởng biết là đích thân Van sẽ đáp xuống sân cờ để rước cả ông và tùy viên yêu cầu dọn bãi đáp nơi sân cờ. Bốn chiếc Cobra bắn đại liên và rocket tối đa vào các cánh rừng gần căn cứ. Trong khi đó, từ trên độ khá cao, chiếc trực thăng OH-58 lao vút xuống đáp trên sân cờ đại tá đương và thiếu úy hùng từ trong hầm trú ẩn gần đó chạy nhanh ra và leo lên phi cơ trong khi thiếu tá tiểu đoàn trưởng cũng chạy nhanh ra đến trước đầu phi cơ đưa tay chào ông john Paul van. ông van hạ kiếng của cánh cửa sổ phi cơ bên cạnh mình để bắt tay với tiểu đoàn trưởng ông vừa chúc may mắn vừa nhận khẩu súng lục bắn hỏa châu của liên xô từ tay vị tiểu đoàn trưởng kính tạng rồi ông cất cánh bay vút về hướng con tum quà tặng này do đại tá chỉ huy trưởng nhặt lấy trong đống chiến lợi phẩm tịch thu của giặc cộng đưa cho tiểu đoàn trưởng bảo chút nữa đem ra tặng ông Van vì ông ta rất thích những loại quà tặng này bốn chiếc trực thăng cobra cũng vừa tác xạ ao ạt vừa cất cánh lên cao nhắm hướng con tum trực chỉ để lại hàng chục quả đạn pháo kích đủ loại của địch rót vào căn cứ nhưng không có thiệt hại nào đáng kể xảy ra nhìn chiếc ô OH do tròn Paul van lái khuất ở chân trời xa tiểu đoàn trưởng thở phào nhẹ nhõm vì đã rước được đại tá chỉ huy trưởng người đã đề cử anh ta làm tiểu đoàn trưởng của tiểu đoàn 88 biệt động quân biên phòng này. Lúc đó, Trung sĩ Nhất Đức xin phép cho nổ chất C4 để phá một lỗ vuông, mỗi bề khoảng một gang tay nơi vách của một cái côn nách bằng sắt bỏ trống. Lý do là để nhốt ba tên tù binh vào bên trong, khóa chặt bên ngoài mà chúng không bị ngạt thở trung sĩ nhất Đức thuộc toán lực lượng đặc biệt cải tuyển sang biệt động quân. Anh ta cũng là chuyên viên về chất nổ, vừa cưới vợ mang lên trại sống chung, và cô vợ trẻ của anh ta cũng vừa mang thai chừng 6 tháng. Đêm dần xuống, tức là gần hết một ngày tạm gọi là ngày en. Đêm này chưa chắc giặc cộng để cho ta ngủ yên đâu. Sự thiệt hại của họ quá nặng nề, thế nào cũng có những trận tấn công phục thù. Mà quả thật như vậy, đến 9 giờ tối thì chúng pháo kích dữ dội vào căn cứ đến trên 1.000 quả. Có cả hỏa tiễn 122 ly, cối 120 ly, cối 82 và 61 ly nữa. Đến hơn 10 giờ đêm thì chúng tấn công vào trại lần nữa. Có cả tiếng chó sủa và tiếng chó kêu ăn ẳng dậy chết vì vướng phải lựu đạn gai. Những con chó này là của dân thượng trong làng bị chúng lùa đi và bắt ép người chủ phải thả chó chạy bưa lên vòng rào phòng thủ ở lưng chừng đồi. Mục đích của chúng là dùng chó làm nổ lựu đạn gai hoặc mìn Claymore tự động của ta để chúng sau đó dễ dàng xung phong vào mục tiêu. Có điều là họ chỉ có dăm ba con chó mà thôi. Cho nên, sau vài tiếng nổ thì đã hết chó rồi. Hướng tấn công của bọn chúng lần này cũng giống như sáng sớm hôm nay. Có lẽ chúng biết là bao nhiêu vòng rào kẽm gai của ta đã bị chúng phá hủy bằng băng trong trận vừa rồi. nay theo đường đó tấn công vào thì đỡ bị chướng ngại hơn. Nhưng chúng cũng đâu có ngờ là có cả hàng đống kẽm gai công Sertina do lực lượng đặc biệt Mỹ để lại. Hồi ban trưa đã được binh sĩ ta bò ra kéo bít lại. Tuy không được nhiều lớp và chắc chắn, nhưng cũng là một chướng ngại tốt về ban đêm. Còn bên chi khu Đắk pét thì chỉ bị pháo kích chứ không bị tấn công. Thế là thêm một số cán binh cộng sản bỏ thay nơi hàng rào của căn cứ nữa có thể nói lính thượng trong trại tắc rất thiện chiến. Họ không bắn bừa bãi từ súng cộng đồng cho đến súng cá nhân. Tuy đạn trong kho còn rất nhiều, nhưng họ bắn tiết kiệm và khá chính xác. Hai ba đợt tấn công liên tục, rồi im lặng, rồi lại pháo kích, nhưng không có tên nào vào được bên trong giao thông nào. Đến độ 2 giờ khuya, thì im tiếng súng hẳn cho tới sáng mặt trời lên cao binh sĩ bò ra lục soát thấy dấu máu rất nhiều nhưng lần này không thấy xác việt cộng nhìn xuống phía trên đồi cũng không thấy xác việt cộng nằm ngổn ngang mặt trưa nay lính ta không dám bò xuống để đếm xác cũng như lấy súng vì sợ phía bìa rừng các khẩu đại liên của địch bắn ra những xác đó đã biến mất điều này cho ta thấy lần tấn công đêm nay nếu địch không tràn ngập và chiếm lĩnh căn cứ được thì mang lấy xác đồng đội về chôn cất khoảng gần trưa địch lại pháo kích lần này cũng gần cả ngàn quả đủ loại sau đó thì im tiếng lâu lâu lại rót thêm vài chục trái rời rạp vào trại rồi lại im và cứ thế mà pháo cho đến chiều trực thăng tản thương cũng không thấy lên vùng và kể các loại máy bay khác cũng im hơi cả căn cứ này ai nấy cũng đều tức trực ngoài giao thông ngành ngoại trừ tiểu đoàn trưởng sĩ quan văn ba sĩ quan truyền tin vẫn ở trong phòng truyền tin để trực máy và điều động đứa con thứ hai tức đại đội hai được lệnh trả về tiểu đoàn mọi liên lạc đi lại đều hạn chế tối đa hai cái xác chết của Thiếu Y Hà và Thượng Sĩ Nê vẫn để trong lô cốt ở phía cổng sau của đơn vị, tức là để sát bên phi trường để chờ trực thăng tàn thương tới đưa về. Thiếu Y Lâm bàn 4 cũng chờ sẵn để được tàn thương và sau đó anh ta có nhiệm vụ là sẽ liên lạc với Bộ Chỉ huy Biệt Động Quân Quân Khu 2 Phòng 4 để xin tiếp tế cho đáp pet. Nhưng không thấy tâm hơi trực thăng đâu cả. Cho tới gần cuối ngày hôm nay là ngày N cộng 2 rồi, mà không thấy sáu trung sĩ biệt phái ở trong sáu làng thượng trở về. Như vậy là họ bị tiêu hết rồi. Phải đành chờ vài hôm nữa sẽ báo cáo họ mất tích thôi. Đến 6 giờ chiều thì đại đội 2 tự căn cứ đắc sen về tới. Cũng may là dọc đường không chạm địch. Khi băng ngang qua sông Đắc Bồ Cô để vào phi trường, thì có hàng chục quả pháo bay ngang qua đầu họ, nhưng không gây thiệt hại. Chừng hơn 7 giờ tối, thì có tiếng trực thăng vang vàng và tiếng của viên sĩ quan xưng là thông dịch viên của ông John Paul Van, mời thẩm quyền tiểu đoàn 88 biệt động quân tiếp chuyện với ông ta chắc là tiếng của Trung úy Cai, một trong những thông dịch viên thường đi theo Po Van thì phải. Trong cuộc âm thoại, ông Van khuyên tiểu đoàn nên cố gắng giữ vững tinh thần và chúc mừng sự vinh thăng thiếu tá của tiểu đoàn trưởng. Phần tiểu đoàn trưởng thì xin ông ta can thiệp với quân đoàn 2 để có phi tuần lên tiêu diệt cộng quân và trực thăng tiếp tế thực phẩm cho binh sĩ nhất là lương tươi đã không có từ mấy tháng qua. Đồng thời, lại xin ông cho đánh 4 box B-52 chung quanh căn cứ, ngay lúc này là tốt nhất. Ông Van bảo bộ chỉ huy tiểu đoàn đọc tọa độ 4 box để đánh bom B-52 cho Trung úy Cai ghi nhận ngay lập tức. Mỗi box để đánh bom B-52 có chiều ngang một cây số và chiều dài ba cây số. Các box B-52 phải cách xa làng mạc hoặc căn cứ của ta từ một cây số trở đi. Ông hứa là sẽ giúp cho đơn vị hết lòng, chúc mọi may mắn và cầu nguyện ơn trên phù hộ cho đắc phép, rồi tiến trực thăng bay xa dần. Với một tiền đồn xa xôi hẻo lánh như vậy, và với cấp cố vấn cho tư lệnh quân đoàn 2, và quân khu hai như John Paul Van mà lại chịu khó dùng trực thăng bay đến động viên tinh thần chiến đấu. Thật làm nức lòng chiến sĩ biết bao. Đã vậy mà còn bay vào lúc trời chập choạng tối giữa rừng già và trong lòng địch thì hành động đó đáng được cúi đầu khâm phục. Theo suy nghĩ của anh em trong bộ chỉ huy tiểu đoàn, thì ông Van rất có cảm tình với Đắc Phép bởi lẽ hồi gần cuối năm 1971 cũng vào lúc chạng vạn tối có một chiếc trực thăng loại cánh gáo giống như cái hột vịt xin đáp ở bãi đáp bên trong vòng rào căn cứ người nói chuyện trong máy cũng xưng mình là thông dịch viên cho ông John Paul Van tiểu đoàn đã phải gỡ mìn claymore và lựu đạn gai chung quanh bãi đáp bên trong căn cứ thả à, khói màu để máy bay đáp xuống và sau đó tắt máy, thì có hai người bước ra. Đó là ông John Paul Van, một người Mỹ có dáng dấp lịch sự như người Anh Lê, bắt tay với đại úy tiểu đoàn trưởng đang đứng nghiêm chào theo đúng quân kỳ. Kế bên là trung úy Lê Đình Cai, thông dịch viên. Tất cả được mời vào phòng thuyết trình của đơn vị và ông Van muốn biết về tình hình của vùng đắp pét này. Sau khi thuyết trình xong, ông Van có hỏi rằng, nếu địch bao vây thì trại có thể chịu đựng được bao lâu mà không cần tiếp tế lương thực và đạn dược. Ông được trả lời là với 90 ngày lương khô thì có thể cầm cự với địch vài tháng. Nhưng còn vấn đề đạn dược thì cũng có thể cầm cự được 10 ngày Ông gật đầu tỏ vẻ đồng ý và ngỏ ý muốn ngủ lại căn cứ đêm nay. Lập tức, hai chiếc giường giã chiến được kê ngay bên cạnh phòng ngủ của tiểu đoàn trưởng trong hầm chỉ huy và phòng truyền tin. Ông lại yêu cầu gỡ mìn gai tự động chung quanh bãi đáp nếu có, để ông và Trung Ý Cai trở ra trực thăng lấy đồ ngủ. Khi trở vô, ngoài đồ ngủ, Trung úy cai có mang theo một thùng bia bất ngoài giả. Ông mời tiểu đoàn trưởng và vài sĩ quan tham mưu cùng uống bia ăn hột điều rất thân mật. Sau đó thì đi ngủ khoảng 10 giờ đêm. Đến 7 giờ sáng hôm sau, khi sương mù còn đọng ướt trên lối đi, ông yêu cầu tiểu đoàn trưởng đích thân cùng ông và Trung úy cai qua bên đồi của bộ chỉ huy chi khu Đắc Pét để tìm hiểu về sự sinh hoạt nơi đây. Khi mọi người xuống tới phi trường, thì vừa lúc đó có hai toán lính thượng đi kích đêm trở về. Mỗi toán khoảng 10 người, mà người nào trên ba lô đeo sau lưng cũng có hai đoạn tre gỡ ngón chân cái nhô lên, cùng những sợi dây nhợ bằng ni lông màu xanh đậm. Ông yêu cầu cho hai toán kích đó dừng lại, và hỏi tiêu đoàn trưởng đây có phải là những toán đi tiền đồn đêm về hay không? Sau đó, muốn xem những thanh tre đó. Cả toán linh thượng được lệnh để ba lô xuống đất và mỗi người đều lấy hai đoạn tre có kèm một quả lựu đạn loại phòng thủ được buộc chặt vào đó đưa cho ông ta xem. Tiểu đoàn trưởng giải thích đây là lựu đạn gài tự động. Mỗi đêm khi đi kích bên ngoài trại, mỗi người trong họ đều phải gài một số lựu đạn gài tự động ở những nơi nghi ngờ là Việt Cộng sẽ đi qua, rồi nấp gần đó chờ kết quả. Nếu không có gì, thì sáng hôm sau lại gỡ số lựu đạn gai tự động đó trở về trại. Đêm sau, lại có các toán tuần tiểu khác đi phục kích như vậy. Và các đại đội cứ thay phiên liên tục, theo các điểm kích cho ban ba tiểu đoàn chỉ định hàng đêm. Ông Van tỏ ý vừa ý và gật đầu. Lúc đó trời còn quá sớm, không có bóng dân chúng. Ngoài trường mà toán lính thứ ba đang đi gần cái cầu khỉ, bắt ngang dòng sông Đắc Pô Cô, cũng mang ba lô giống như hai toán trước. Họ đang hướng về tiểu đoàn. Ông đưa mắt cho tiểu đoàn trưởng với ngụ ý rất hài lòng. Vì hồi hôm trong khi thuyết trình, tiểu đoàn trưởng có cho biết Ngoài ba trung đội thường xuyên đi hành quân bên ngoài, cách xa trại trong vòng bán kính 15 cây số, thời hạn là 15 ngày để thăm dò và phát giác sự di chuyển của địch quân trong vùng trách nhiệm của căn cứ. Mỗi đêm còn có năm toán đi phục kích ở những điểm trọng yếu. Nay đã thấy về lại căn cứ ba toán kích đêm như vậy, tức tin tưởng được là thuyết trình không có nói láo khi đi qua cầu khỉ bắc ngang một nhánh của sông đắc pô cô gặp ngay một căn nhà tiền chế bỏ trống ông van thắc mắc hỏi căn nhà này dùng để làm gì sao không thấy ai ở vậy vị đoàn trưởng giải thích đây là ngôi nhà dùng để làm chợ để buôn bán trao đổi giữa các dân làng thượng với nhau ngày thứ bảy và chủ nhật vào khoảng 10 giờ sáng mới có phiên chợ hoặc mỗi lần có máy bay Caribou hay trực thăng Sinuk tiếp tế thực phẩm tươi cho bên trại hoặc chi khu, thì nhà thầu người Hoa Kiều cũng có chở thêm một số hàng hóa riêng gọi là hàng chập phô, gồm các nhu yếu phẩm mà dân làng ưa thích để bán cho Sau khi lên đến đồi của Chi Khu và nghe đại úy Chi Khu trưởng Đắp phép trình bày về tình hình của Chi Khu xong, ông cho lệnh trở về bộ chỉ huy tiểu đoàn, nói đôi lời khen ngợi với tiểu đoàn trưởng, rồi mang đồ ngủ lên trực thăng trở về Pleiku. Hai tuần sau, lại có một trực thăng loại CNC xin đáp xuống căn cứ, cũng khoảng 7 giờ tối. Bước ra là một sĩ quan to bụng, khi đến gần mới nhìn rõ đeo ba sao trên cổ áo theo sau là một anh lính đeo ba lô và khệ nệ mang theo đồ ngủ. Đó là trung tướng Ngô Du, tư lệnh quân đoàn 2 và quân khu 2. Trung tướng cho biết là ông Van khen tiểu đoàn này phòng thủ rất tốt và khuyên trung tướng nên ngủ qua đêm tại đây cho biết sự tình. Trực thăng lại cất cánh bay lên. Đêm đó là một đêm rằm. Sương mù tuy khá nhiều nhưng vầng trăng cũng rất sáng. Sau khi nghe thuyết trình xong, Trung tướng Du cho lệnh tiểu đoàn trưởng lên máy siêu tần số, thông báo về trung tâm hành quân của Bộ Tư lệnh Quân đoàn 2 là Mặt trời đang ở với tiểu đoàn Đắp Bét, ra lệnh cho Đại tá Bình, tức Lê Quang Bình, tham mưu trưởng Quân đoàn 2, tập trung mọi phương tiện yểm trợ Đắp Bét nếu có biến trong đêm này ông còn dặn dò rất kỹ là phải ngụy hóa khi nói chuyện trên hệ thống vô tuyến. Đêm đó, trung tướng cùng tiểu đoàn trưởng đi vòng vòng chung quanh ngọn đồi của bộ chỉ huy. Vừa đi, trung tướng vừa nói chuyện về tình hình mặt trận cao nguyên. Càng ngày càng nặng nề, ta sẽ phải đánh giặc theo kiểu nhà nghèo, nên khuyên phải tiết kiệm đạn dược. Đồng thời, Ông cũng khuyên là cần khuyến khích các sĩ quan, hạ sĩ quan và binh sĩ người kinh trong căn cứ. Nên đem vợ con lên sinh sống trong trại để họ vững lòng chiến đấu hơn. Lúc đó, thì đoàn trưởng mang ống nhắm và tinh viễn kính, đưa cho trung tướng ngắm nhìn từng bụi cây ngọn cỏ, đang lay động nhẹ nhẹ thích chiều gió ở phía ngoài căn cứ xa hàng trăm thước, làm ông ta rất hài lòng đến khuya, sương xuống khá nhiều, ông mới chịu vào giường ngủ. Khoảng quá 8 giờ sáng hôm sau, chiếc CNC trở lại rước Trung tướng Du về lại Bộ Tư lệnh Quân đoàn 2 ở Pleiku. Theo sự suy đoán của Bộ Chỉ huy Tiểu đoàn, thì ông John Paul Van rất khoái Tiểu đoàn 88. Chắc thế nào, ông cũng cho B-52 nện trên đầu giặc cộng mà giải tỏa cho đắc tét. nên trong lòng ai nấy cũng đều có sự vui mừng. Trở lại tình hình hiện tại, thì đến gần 9 giờ đêm ngày N cộng 2, chúng lại pháo kích chừng trăm quả rồi ngưng. Và khoảng 11 giờ khuya lại hò hét tấn công cũng ở các hướng tấn công cụ. Dường như chúng chỉ đánh cầm chừng vì sự sung phong quyết liệt như hai lần trước thì không bằng đến gần ba giờ sáng thì tiếng pháo kích và tiếng súng im bặt chúng bò gần sát hàng rào và bắt đầu đánh tâm lý chiến đầu tiên là những giọng nữ miền Bắc dùng loa cầm tay khuyên binh lính ngụy nên bỏ súng đầu hàng hết giọng nữ ra rả này thì đến giọng nữ khác ra rả khác với đại ý chửi bới thiệu kỳ ngụy quân ngụy quyền rồi lại cho biết là đã vây chặt vùng đắk bét rồi trước sau gì căn cứ cũng phải thất thủ nếu đầu hàng sớm thì sẽ được chính sách khoan hồng của cách mạng tha thứ đắk bét bây giờ như là một ốc đảo bị bỏ quên cách mạng sẽ chiếm lấy con tôm trong nay mai thì cái ốc đảo nhỏ bé này sẽ chẳng còn ai tiếp tế tiếp viện nữa đâu hai căn cứ Đắc Sen, tức tiểu đoàn 90 biệt động quân biên phòng, và căn cứ Ben Hét tức tiểu đoàn 95 biệt động quân biên phòng, cũng sẽ bị làm cỏ trong những ngày gần đây. Những lời kêu gọi đầu hàng của bọn chúng cứ theo chiều gió đưa tới, nhưng cũng không đáng ngại, bởi vì lính thượng thì không rành tiếng Việt, nhất là giọng Bắc vùng Thanh Nghệ Tĩnh rất khó nghe. Còn số người kinh, dù cho có nghe cũng chẳng hề nao núng, chỉ mỉm cười cho những lời láo khoét của bọn chúng mà thôi. Nhưng đến gần 5 giờ sáng, thì có giọng của Trung Sĩ Thanh, là một trong sáu Trung Sĩ biệt phái làm cố vấn ở các làng thượng, kêu gọi với những lời lẽ năn nỉ đại khái như sau. Đại úy Nguyễn Thanh Vân, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 88 mươi biệt động quân biên phòng đắk Phép nên buông súng đầu hàng đi thì sẽ được cách mạng khoan hồng năm hạ sĩ quan biệt phái ở các làng khác vì không chịu đầu hàng nên đã bị giết còn tôi chịu đầu hàng nên được tiếp đãi rất tốt đại úy nên nghe lời chân thật của tôi mà đầu hàng đi quân giải phóng đã vây chặt đắk rồi trước sau gì cũng thua thôi. Nên đầu hàng để cứu lấy mạng sống của mình, mà còn có ngày về với vợ con. Trung Sĩ Thành lúc này không biết tiểu đoàn trưởng đã được vinh thăng thiếu tá, nên vẫn gọi là đại úy. Lời kêu gọi này làm bộ chỉ huy tiểu đoàn rất đau lòng. Vì như vậy là sáu trung sĩ biệt phái theo lệnh của chuẩn tướng Lam Sơn. Nay không hy vọng gì có người thoát nạn bọn chúng và Trung Sĩ Thanh thay phiên tiếp tục kêu gọi đến gần 6 giờ sáng, thì lại pháo kích thêm một đợt nữa, rồi mới im lặng. Ngày N cộng 3, cũng không thấy phi cơ nào xuất hiện, các xác chết cũng bắt đầu sình thối. Tiểu đoàn lại nhận được một công điện hỏa tốc đánh bằng Bạch Văn. Lệnh của quân đoàn, nếu địch tràn ngập thì phá hủy vũ khí nặng, đốt kho lương thực, rồi rút lui về hướng Quảng Ngãi, hết. Đây là công điện của Bộ Chỉ huy, biệt động quân, quân khu 2, như vậy là xong. Ốc đảo đắp này đã bị bỏ rơi thật sự rồi. Công điện chỉ có sĩ quan truyền tin và tiểu đoàn trưởng biết mà thôi, không cho phổ biến đến người thứ ba bởi vì từ Đắk Pét đi về hướng Quảng Ngãi, núi cao chớn trở trên 1.000 mét, và đường chim bay từ đây đến đó cũng trên 100 km, thì làm sao đi nổi? Thôi, thả chết tại đây còn hơn là chết dọc đường rừng già về Quảng Ngãi. Cho nên, tiểu đoàn trưởng quyết định từ thủ cho tới giọt máu cuối cùng, và cũng không phổ biến công điện hỏa tốc này để binh sĩ khỏi bị hoang mang và mất tinh thần chiến đấu. Trưa hôm đó, sau một đợt pháo kích chừng vài trăm quả của giặc cộng vào căn cứ, thì có một hỏa tiễn 122 ly bay ngang qua hầm chỉ huy của tiểu đoàn trưởng. Và may mắn là lọt xuống thung lũng gần đó rồi mới nổ, làm văng mất mấy lớp hàng rào kẽm gai. Nếu rơi trúng hầm, thì chắc chắn là sẽ tiêu hết máy móc truyền tin liên lạc về Pleiku. Vừa lúc đó, ta lại nghe có tiếng phi cơ lạ từ xa vẳng tới. Bỗng đầu có thượng sĩ bảng, trung đội phó trinh sát tiểu đoàn đến gặp tiểu đoàn trưởng cho biết cách tổng quát như sau. Tiếng phi cơ đó là phi cơ loại Mohawk, đi kiểm soát các máy sensor phóng dọc đường mòn Hồ Chí Minh theo kế hoạch McNamara để tìm hiểu về sự di chuyển của địch quân. Cứ khoảng 2-3 tuần, có khi là cả một tháng một lần, loại mô hóc này dường như xuất phát từ Thái Lan hoặc Campuchia, bay dọc theo đường mòn Hồ Chí Minh để kiểm soát hệ thống, sensor như đã nói. Hồi còn toán lực lượng đặc biệt Mỹ, chiếc mô hóc này khi bay gần trại, thường vô tần số của trại, để hỏi han tin tức với những người Mỹ ở đây. Lúc đó Thượng sĩ Bảng chỉ là một dân sự chiến đấu, mang máy cho toán lực lượng đặc biệt Mỹ. Bảng nhờ có sự lanh lợi và nói tiếng Mỹ rất giỏi, nên nhiều lần cũng thay sĩ quan truyền tin của toán Mỹ, trả lời với người phi công của Mohawk, riết rồi thành quen tiếng nhau và thường cho nhau tần số riêng để đấu láo. Đến khi trại dân sự chiến đấu này được cải tuyển sang biệt động quân, anh bảng được cải tuyển thành thượng sĩ, làm trung đội phó trung đội trinh sát. Chiếc mồ hóc này thỉnh thoảng cũng có bay ngang, nhưng họ không còn liên lạc với nhau nữa. Bây giờ thượng sĩ bảng xin phép từ đoàn trưởng cho y đổi thay tần số, mà thời gian khá lâu trước đây thượng sĩ bảng đã từng liên lạc với mồ hóc nếu nó không đổi tần số khác thì may ra ta có thể nhờ nó bay ngang căn cứ quan sát xem việt cộng đang vây hãm nhiều hay ít và nhờ nó giúp đỡ được đến đâu hay đến đó thế là thượng sĩ bảng được lệnh và chuyển từ tần số này sang nhiều tần số khác một hồi lâu mới nghe tiếng mỹ trả lời chừng đó hai bên nhận được tiếng nhau và thượng sĩ bảng báo cáo tình hình bị bao vây của đắc phép nhờ nó bay ngang để quan sát. Một lúc sau, máy bay Mohawk xuất hiện bay nhiều vòng trên vùng Đắk Pét và cho Thượng Sĩ Bảng biết là chung quanh trại, Việt Cộng đào hầm hố rất nhiều và còn mới. Nó hứa là ngày mai sẽ cho máy bay quan sát lên vùng để quan sát tiếp. Theo sự đoán của bảng, thì anh phi công Mohawk này không biết là toán lực lượng đặc biệt Mỹ ở trại này đã rút đi hết, theo như kế hoạch Việt Nam hóa chiến tranh của Tổng thống Nixon đề ra. Giả sử mà hắn có hỏi đi, bạn cũng sẽ tìm cách trả lời ỡ mờ, để hắn tưởng là vẫn còn có toán Mỹ ở đây để xin yểm trợ. Khoảng 3 giờ chiều, lại có một chầu phó kích nữa. Sau đó thì Trung sĩ Nhất Đức đến xin phép dùng TNT cưa mấy tấm vỉ sắt PSP, loại lót phi trường, để làm hầm nằm ngủ cá nhân cho tiểu đoàn trưởng. Sở dĩ anh Đức muốn làm như thế là vì hôm qua chính anh nhìn thấy hỏa tiễn 122 ly do Việt Cộng pháo kích bay ngang hầm chỉ huy của tiểu đoàn trưởng và truyền tin vạn nhất mà có loại hỏa tiễn 122 ly xuyên phá rớt trên nắp hầm thì sẽ xuyên hết các lớp bao cát trên đó rồi chui vào bên trong mới phát nổ thì còn gì hầm truyền tin và máy móc liên lạc với Pleiku nữa cũng phải nói rõ hơn là phòng ngủ của tiểu đoàn trưởng liền với hầm chỉ huy và truyền tin do lực lượng đặc biệt Mỹ xây cất rất kiên cố trên nóc hầm chất đến hàng chục lớp bao cát. chung quanh đều có tường gạch và vỉ sắt ngăn chặn. Ước lượng nếu một quả đạn pháo binh 105 ly nổ trên nóc hầm thì cũng không chọc thủng được phía dưới. Chỉ sợ loại đạn xuyên phá mà thôi. Gần đây thì giặc cộng lại có loại hỏa tiễn 122 ly xuyên phá. Vì thế mà Trung sĩ nhất Đức muốn làm thêm một cái hầm nhỏ bằng vỉ sắt gần sát mặt đất. Trên chất vài lớp bao cát để làm nơi ngủ và làm việc của tiểu đoàn trưởng và để máy truyền tin dự phòng. Như thế thì may ra mới tránh được hỏa tiễn xuyên phá 122 ly như đã nói trên. Căn hầm nhỏ này không ngờ lại là chỗ ngủ của tiểu đoàn trưởng trong suốt hơn 50 ngày đêm sau đó vì căn cứ vẫn bị địch bao vây và pháo kích liên tục. Nhưng cũng may là trong suốt thời gian đó, tuy hỏa tiễn 122 ly của địch rớt vào căn cứ khá nhiều, nhưng không có trái nào rơi trúng hầm chỉ huy này. Thật cảm ơn trung sĩ nhất Đức vô cùng. Sự cảm ơn này với tấm lòng chân thật của tiểu đoàn trưởng, trước linh hồn của trung sĩ nhất Đức. Vì sau đó, vài ngày, anh bị trúng đạn pháo kích lìa đời bỏ lại người vợ trẻ cưới nhau chưa đầy một năm và cái bào thai đang tượng hình hài bởi dòng máu trung hậu của anh khoảng mười giờ đêm hôm đó sau một loạt pháo kích chúng lại tấn công lần này có phần tấn công dữ dội hơn đêm hôm qua theo dự đoán chúng đã được tiếp viện thêm người thêm vũ khí đạn dược và quyết tâm phải chiếm cho bằng được căn cứ này. Cũng may là lúc đó có tiếng phi cơ lên vùng. Đến gần mới biết là loại phi cơ C-130 Spectre có trang bị Đại Bác và Đại Liên M-60. Sau khi liên lạc với tiểu đoàn để xin hướng dẫn cho nó bắn Đại Bác vào những nơi trọng yếu. Thế là Spectre vừa thả trái sáng rực trời, vừa tác xạ theo hướng do tiểu đoàn hướng dẫn. Loại phi cơ này do Mỹ lái và bắn rất chính xác. Có lúc Đại Bác nổ gần sát giao thông hào của Đại đội 3 vì Việt Cộng đang xung phong lên đó. Đại liên M60 trên phi cơ cũng nổ giòn tan. Tiểu đoàn dùng siêu tần số hỏi với Trung tâm Hành quân Bộ Chỉ huy Biệt động quân quân khu 2 có phải nơi đây cho Spectre yểm trợ đắp pet không? thì được trả lời là không. Bộ chỉ huy biệt động quân quân khu 2 lại hỏi lên trung tâm hành quân của quân đoàn 2 cũng được trả lời là không nốt. Cho nên mọi người suy nghĩ chắc đây là do ông Van giúp cho ta cũng chưa biết chừng. Loại C-130 Specter này dường như Mỹ không có trang bị cho Việt Nam và hiện giờ thì quân đội Mỹ cũng đã rút đi hết rồi. Vậy thì Spectre này từ đâu tới? Từ Thái Lan chăng? Hay là từ ngoài để thất hạm đội bay vào? Thôi thì từ đâu tới cũng được. Nó bắn rất hữu hiệu và chính xác. Lại quần trên đầu ta đến gần 3 giờ sáng mới từ giã rời vùng. Nhưng lại cho biết là sẽ có chiếc khác thay thế. Quả nhiên, chiếc thứ hai lại đến và chút hết đạn Đại Bác, đạn M60 cùng Hòa Châu cho đến 5 giờ sáng mới bay đi. Nhờ có thượng sĩ bảng khỏe mạnh, lanh lẹ, lại rành việc điều động hướng tác xạ do Spectre mà thay thế cho tiểu đoàn trưởng. Vì vậy mà ông ta ngủ được một giấc dài đến hơn 7 giờ sáng, bù lại ba đêm thức trắng vừa qua. Bình sĩ lục soát quanh đồi đại đội 3 và tiền đồn lại gặp nhiều vết máu và thêm ba xác chết banh ruột gan và tứ chi văng tứ tung. Có lẽ Spectre bắn chính xác và liên tục, nên bọn chuột không kéo hết thây của đồng đội chúng đi được. Ngày N cộng 4 Các xác chết của ta cũng như của địch chết trong mấy ngày trước đã dậy mùi, mà trực thăng tản thương cũng không thấy. Sau một đợt pháo kích khá nhiều vào buổi sáng sớm, thì đoàn trưởng ra lệnh chôn các xác chết của Việt Cộng. Phải đào đất ngay tại chỗ mà vùi dập năm bảy xác vào một hố. Binh sĩ vừa đào hố chôn Việt Cộng, vừa lắng nghe tiếng đề pa, các loại súng cối pháo khích của Việt Cộng, để kịp thời chạy vào hầm núp. Đến khoảng 10 giờ sáng thì có phi cơ lên vùng. Lần này là phi cơ quan sát L-20, cũng do Mỹ lái. Thượng sĩ bảng liên lạc cho biết là do chiếc Mohawk khi trở về căn cứ của họ đã trình xin thượng cấp cho chiếc phi cơ quan sát này lên bao vùng giúp cho Rackpet. Chiếc L-20 cho biết là Việt Cộng đào hầm hố chung quanh rất nhiều và cũng có nhiều hầm đào sát dưới chân đồi về phía tây, tức là dưới chân đồi của đại đội 3 và tiền đồn của đại đội này chiếc L-20 lại bị đạn phòng không bắn lên. Phi công cho biết là sẽ kêu phi tuần thunderchief lên vùng. Hơn một giờ sau, hai chiếc chiến đấu cơ thunderchief xuất hiện và oanh tạc theo sự hướng dẫn của L-20. Bình sĩ và kể cả gia đình đứng lên nắp hầm, vừa xem hai chiếc chiến đấu cơ này bỏ bom, vừa vỗ tay tán thưởng khoái chí chiếc L-20 này rời vùng thì lại có chiếc khác và các máy bay oanh tạc này hết bom thì bay đi và rồi lại có hai chiếc khác bay tới thi hành tiếp nhiệm vụ. Họ bỏ bom hết góc rừng này đến hóc núi khác chung quanh đắp tét, trông thật sướng mắt. Đạn phòng không của Việt Cộng thỉnh thoảng lại bắn lên, càng làm chọc tức thêm khiến các phi công Mỹ càng hăng hái kêu nhau thay viên bỏ bom lên đầu bọn chúng. Vì vậy mà suốt ngày hôm đó, đến 5-6 giờ chiều, có không biết bao nhiêu là phi tuần chùa oanh kích các hầm hố Việt Cộng. Trong khi đó, ta chỉ đứng nhìn vỗ tay tán thưởng mà thôi. Đến đêm thì Spectre lại xuất hiện bỏ trái sáng và bắn Đại Bác, Đại Liên chung quanh hàng rào của căn cứ gần như suốt đêm. Bọn Việt Cộng lại bắn đạn phòng không lên Spectre và đại liên trên Spectre lại bắn xuống. Hai luồng đạn lửa đỏ lòm bắn lên bắn xuống, trông giống như hình ảnh đấu phép thời phong thần diễn nghĩa, trông thật ngoạn mục. Nhờ Thượng Sĩ Bàng thay thế trực máy liên lạc với Spectre, mà tiểu đoàn trưởng cùng một số sĩ quan khác lợi dụng để ngủ qua đêm dưỡng sức. Còn lính thượng cũng khoái chí đào hố chôn xác vẹn. Dưới ánh hòa châu sáng rực của Spectre thả liên tục suốt đêm. Hai xác chết của Thiếu Ý Hà và Thượng Sĩ Nê cùng mười mấy binh sĩ tử thương được đào lỗ chôn thành mười mấy ngôi mộ nơi sân tập họp sát chân đồi của bộ chỉ huy tiểu đoàn. Đành vậy thôi, vì trực thăng tàn thương không có mà xác của họ đã bắt đầu trương sình thối rữa tất cả những chiến sĩ can trường này họ đã đền ơn tổ quốc một cách oanh liệt nhưng không ai có được một chiếc quan tài một vòng hoa một điệu kèn đưa tiễn mà chỉ có gói vào phong xô so vùi nông một nấm nơi đất núi cằn khô trên cao độ gần 700 mét trong lúc ban đêm ôi một kiếp con người từ đây vợ con của thượng sĩ nê và cha mẹ của thiếu ý hà sẽ không còn thấy mặt hai anh nữa có còn chăng trong giấc chiêm bao mà thôi giả dụ ngay đợt tấn công đầu tiên đó tiểu đoàn trưởng chạy ra giao thông hào cùng một hướng với thiếu ý hà thì giờ này chắc cũng phải nằm những ngôi mộ bên cạnh các anh rồi thôi thì sống gửi thác về cát bụi hoàn cát bụi xin các bạn hãy yên nghỉ ngàn thu. Kể cả hơn trăm xác chết của cán binh Việt Cộng kia, các bạn đã hy sinh và chết cho một chủ nghĩa ngoại lai phi nhân bản. Mà nào các bạn có hiểu biết được đâu. Các bạn mới thật là những người đáng tội nghiệp vô cùng. Thôi thì cũng xin được an nghỉ ngàn thu vậy. Sáng sớm ngày N cộng 5, lại một đợt pháo kích vào căn cứ hàng mấy trăm quả vài binh sĩ bị thương nhẹ. Nhờ thiếu ý trợ yên Nguyễn Tú cùng trung sĩ nhất Hòa Y Tá, là những người tận tụy với nhiệm vụ, lại mát tay chữa trị. Cho nên các thương binh đều lần lần bình phục và tiếp tục chiến đấu sống còn trong những ngày sắp tới. Sau đợt pháo kích nêu trên, lúc gần 10 giờ sáng, L-20 lại xuất hiện rồi các phi tuần của Mỹ lại đến bỏ bom chung quanh đắp bét. Bọn chuột lại bắn phòng không lên, và những trận bom trút xuống, cho đến trời chiều bạn làng bóng hoàng hôn mới chịu chấm dứt. Ban đêm lại có specter lên vùng gần như suốt đêm, và ta lại có một giấc ngủ dưỡng sức, tuy có lúc chập chờn, nhưng có được ngủ như vậy còn hơn không? Ngày N cộng 6, ta lại ăn sáng bằng hàng trăm quả pháo kích. Đến hơn 10 giờ trưa thì L-20 chùa lại lên vùng và phi tuần chùa cũng xuất hiện. Việt Cộng hôm nay nấp rất kỹ và không bắn lên máy bay nữa. Hai phi tuần vẫn chút bom vào những điểm nghi ngờ hầm hố kiên cố của lũ chuột Cộng Nô bằng loại bom napalm, bom lân tình. Hai phi tuần buổi chiều trước khi chào tạm biệt đã cho biết là họ đã rải bom bi ở cánh rừng phía tây của căn cứ. Loại bom bi này được rải hàng ngàn quả trên mặt đất mà không nổ, cứ nằm yên đó trong thời gian dài. Nếu chân ta đụng phải nó thì bị nổ mà tiêu đời. Nào ngờ đâu, chiếc L-20 và các phi tuần chùa đó, coi như chấm dứt lên vùng yểm trợ đắp phép nữa rồi từ bây giờ trở đi ta phải tự lực cánh sinh mặc quần thảo với giặc cộng đêm hôm đó specter cũng lên vùng và bọn chuột lại không đấu phép với specter nữa tức là không bắn đạn phòng không lên specter cũng đành phải trút hết đạn rồi bay về và chiếc thứ hai lại đến và cũng làm như vậy ngày N cộng 7. Chầu pháo kích ăn sáng với hàng trăm quả đủ loại vẫn rơi vào căn cứ. Sau đó thì im, rồi lại pháo kích, có khi một loạt vài chục quả, có khi vài quả, tức là quấy rối ta không lúc nào yên. Rồi đến trưa, đến chiều, không thấy L-20 chùa và phi tuần chùa nữa, nhưng mà tinh thần binh sĩ không nao núng. Trong mấy ngày qua, nhờ các máy bay chùa yểm trợ. Địch không dám pháo kích vào căn cứ. Ta lợi dụng vào đó mà xuất kho phát gạo muối, lương khô đầy đủ cho binh sĩ. Họ còn bò xuống suối tắm rửa, lấy nước dự trữ, củng cố hầm hố để sẵn sàng chơi tiếp. Đến khoảng 9-10 giờ đêm, cũng không có Spectre lên vùng, địch lại pháo kích khá nhiều. Bỗng, nghe văng vẳng có tiếng phi cơ loại phản lực bay rất cao và có tiếng phi công mỹ gọi xuống căn cứ báo cho biết có một tọa độ mà ngay bây giờ họ sẽ trút bom xuống còn hai tọa độ nữa họ cũng sẽ trút bom xuống một cái lúc một giờ khuya và một cái lúc ba giờ sáng họ yêu cầu bộ chỉ huy tiểu đoàn xem lại các tọa độ đó có quá gần căn cứ không nếu họ dội bom vào đó, có gây nguy hại về phía quân bạn và dân làng hay không? Sau khi dò xem trên bản đồ, ta thấy đó là những điểm cách xa căn cứ từ một cây số rưỡi trở lên, rất an toàn cho quân bạn. Rồi họ cũng yêu cầu ta cho thêm 10 tọa độ nữa, để họ tùy nghi dội bom vào những ngày sau, mà không cần báo cho ta biết trước. Lập tức Ta cho họ những tọa độ cách xa căn cứ khoảng một cây số để họ tự do oanh kích bất cứ lúc nào. Những tọa độ này là các nơi có ngã ba suối, có bãi đất trống, có làng cũ bỏ hoang, vân vân, mà ta nghi ngờ là có thể địch quân tập trung hoặc ẩn náu nơi đây. Việc oanh kích này người phi công Mỹ gọi là những điểm sky spot. Nó tương tự những điểm pháo binh quấy rối mà ta thường ngụy hóa làm mở quán rượu khi đóng quân đêm trong vùng địch tức là các tiểu đoàn biệt động quân khi đi hành quân thường ngủ đêm trong vùng địch họ luôn luôn liên lạc với pháo binh để mở những quán rượu kiểu này có nghĩa là chấm những tọa độ nghi ngờ ban đêm địch có thể tập trung tấn công vào vị trí đóng quân của ta rồi gửi những tọa độ nghi ngờ đó cho pháo binh để bắn vào đó, tùy theo giờ giấc ấn định. Chẳng hạn như điểm quấy rối A, gọi là quán rượu A, pháo binh sẽ tập trung bắn vào lúc 12 giờ khuya. Điểm quấy rối B, quán rượu B, bắn lúc 2 giờ sáng. Điểm C, bắn lúc 3 giờ sáng vân vân. Dùng những điểm quấy rối như thế, sẽ làm cho địch không biết đâu mà ngờ cho nên ban đêm địch muốn tập kích vào nơi đóng quân giả chiến của ta, chúng cũng rất e dè. Nếu lỡ nhằm ngay quán rượu của ta mà tập trung quân, lại nhằm đúng giờ phó binh tác xạ, thì lãnh đủ vậy. Nay nhờ những điểm Sky Sport này, mà hàng đêm các phản lực cơ chiến đấu của Mỹ có khi oanh kích nhăm điểm, có khi vài ba nơi, và oanh kích như thế liên tục cả tuần lễ, cũng làm ấm lòng mọi người trong căn cứ biết bao. Kính thưa quý vị, quý vị vừa nghe xong tập 2 của ốc đảo bị bỏ quên. Xin hẹn quý vị ở tập 3 và cũng là tập cuối cùng.